Tháng 2 đến rất nhanh, đầu cành trong vườn đã có nhiều màu xanh biếc nhàn nhạt, màu nâu xám trên cành cây có nhô ra nhàn nhạt, dựng dục sinh cơ vô hạn. Chờ một đêm gió xuân đi qua, khắp nơi tất cả đều là xanh lục xanh nhạt. Tương Nghi đi theo Bảo Trụ đi trên đường mòn đá xanh, nhìn hoa hoa cỏ cỏ ven đường, có chút kinh ngạc. Bảo Trụ ca ca, trong vườn nhà huynh, tại sao dường như đã đến mùa xuân, lá cây trên cây đã có sinh cơ một mảng lớn, muội nhìn trong nhà của muội thì vẫn còn là mầm cây. Bảo Trụ kiêu ngạo chỉ vài người trong vườn, tổ mẫu huynh dẫn người làm ra, hả? Tương Nghi kinh hãi, Dương lão phu nhân biết trồng hoa nuôi cỏ, tổ mẫu huynh bía làm những chuyện này, thường ngày bà không có chuyện làm thì sẽ ở trong vườn vội vàng làm việc. Nhắc tới việc Dương lão phu nhân làm vườn, gương mặt Bảo Trụ sùng bái, tổ mẫu có thể trồng rất nhiều hoa khác nhau. Bọn họ nói hội hoa mẫu đơn Lạc Dương, rất nhiều hoa tượng đến xin. Tổ mẫu đừng đi đâu hoa, nếu tổ mẫu mà ra tay, bọn họ chỉ có thể nghỉ xả hơi thôi. Tương Nghi hâm mộ nghe, trong đầu âm thầm nghĩ, sống tuổi như Dương lão phu nhân, cũng coi như dễ chịu, không chỉ có tiếng tăm lừng lẫy bên ngoài, ở nhà còn có thể làm con cháu tin phục, nhắc tới bà đều là Dương Dương đắc ý như vậy. Một người gánh cái thúng đi từ đối diện tới, Tương Nghi trợn mắt há hốc mồm, nhìn người kia sải bước đi vào vườn hoa, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Đứng ở đó, cả người ngây dại đó không phải Dương lão thái gia hả? Khi về chúc Tết, ở cửa thiên thính có bài kiến ông một lần, chỉ cảm thấy lão nhân gia hơn 50 tuổi, nay lại có tư thế hiên ngang, lưng thẳng tắp như vậy, thật là hiếm thấy. Tương Nghi, sao nào? Bảo Trụ thấy Tương Nghi sững sờ đứng ở đó, không khỏi vui vẻ cười một tiếng. Có phải muội thấy tổ phụ chọn phân bón đưa qua nên cảm thấy kỳ quái không? Tương Nghi liều mạng gật đầu, ở trong vườn Dương gia, gặp Dương lão thái gia cũng không kỳ quái, nhưng mà gặp Dương lão thái gia gánh cái thùng, thì thật là kỳ quái, cái này không phải là việc làm của bọn hạ nhân. Tương Nghi móc khăn ra xoa xoa mặt, một mùi vị hôi chua nhàn nhạt truyền tới, nghĩ tới việc Dương lão thái gia gánh phân bón có chút quái dị. Tổ phụ tổ mẫu là như vậy, nếu muội có thể đến nhà chúng ta ở một lần, thì sẽ không thấy kỳ quái đâu. Bảo Trụ cười nháy mắt với Tương Nghi, tổ mẫu thích làm việc, thì tổ phụ sẽ theo bà làm, tổ mẫu thích trồng hoa nuôi cỏ, tổ phụ đi theo bà vào trong vườn xới đất bón phân, tổ mẫu tu bổ nhánh cây, tổ phụ giúp bà cầm cây kéo. Trong vườn có rất nhiều bóng người, Tương Nghi không tự chủ được cất bước đi qua, mặc dù loại mùi vị chua hủ này càng ngày càng đậm, nhưng nàng một chút cũng không thấy khó ngửi, trong lòng ngược lại có cảm giác vui thích. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ, trên cõi đời này lại có bạn lữ hài hòa như vậy. Kiếp trước đập vào mắt nàng có thể thấy được, cũng là cha mẹ gia mậu hai người cảm tình rất dày, không nghĩ tới Dương lão phu nhân và Dương lão thái gia lại cũng kiêm điệp tình thâm như vậy. Người sống cả đời cỏ sống một mùa, nếu có thể tìm được bạn lữ vừa lòng đẹp ý đến thế, cho dù không phải đại phú đại quý, cũng sẽ sống vui sướng. Mặt của gia mậu chợt lóe lên trước mắt, Tương Nghi cắn chặt răng, những bất hòa kiếp trước dường như muốn từ cái hộp trong đáy lòng toát ra, từ từ dồn ép đến tay chân của nàng, để cho nàng dãy giụa trong thống khổ và ngọt ngào, cũng không có cách nào tự kiềm chế. Không thể, mình không thể còn muốn gia mậu, hắn và nàng là cách nhau chân trời, vĩnh viễn cũng sẽ không thể ở cùng một chỗ. Nàng không muốn lại làm di nương đê tiện kia, vì một phần chân tình trong lòng mình, bất chấp tất cả chui vào Trường Ninh hầu phủ, chịu hết khinh thường của thế nhân, ngay cả gia mậu cuối cùng cũng bị nàng làm cho phiền phức vô cùng, giống như có hơi không bằng lòng gặp nàng nữa. Kiếp này, nàng nhất định phải tìm một nam tử thật lòng thích mình, giống như Dương lão phu nhân và Dương lão thái gia vậy, hòa thuận với nhau. Tương Nghi hâm mộ nhìn qua, Dương lão phu nhân cầm một cây dao nhỏ đang cắt nhánh cây, có mấy hoa tượng đi theo phía sau, còn có mấy nha hoàn bà tở. Dương lão thái gia khom người một gáo bón phân bón vào bên dưới cây, một mảnh màu đen. Tổ phụ, tổ mẫu, Bảo Trụ sung sướng chạy qua, con mang Tương Nghi muội muội tới. Dương lão phu nhân quay mặt lại, giao cây kéo cho hoa tượng bên người, nha hoàn bên cạnh vội vàng đưa nước lên. Dương lão phu nhân rửa tay, lau sạch, đi về phía Tương Nghi. Lạc đại tiểu thư, mấy ngày trước ta vẫn thường nói về con với Bảo Trụ, thế nào, thân thể tốt hơn rồi hả? Lòng Tương Nghi trở nên ấm áp, vội vàng hành đại lễ với Dương lão phu nhân, sao dám làm Dương lão phu nhân lo lắng. Dương lão phu nhân nhìn Tương Nghi một chút, nở nụ cười, quả nhiên vẫn là tuổi còn nhỏ, căn cơ thân thể tốt. Nghe Bảo Trụ nói sớm mấy ngày trước con bị bệnh mặt vàng vàng, giờ nhìn thấy, vẫn là trong trắng lộ hồng dung nhan như ngọc. Đều là Dương lão phu nhân quá khen, Tương Nghi tự biết dung nhan thô lậu, sao dám nhận mấy từ trong trắng lộ hồng dung nhan như ngọc. Tương Nghi nhàn nhạt cười một tiếng, Dương lão phu nhân nói con cũng không có ý rồi. Lạc đại tiểu thư, làm người đừng quá khiêm nhường quá mức, có lúc là dối trá.
Dương lão phu nhân cười híp mắt nhìn nàng, ta thích nhất loại người sảng khoái này, trong lời nói không che giấu gì cả, không có gì kín đáo. Ta thấy trong cao môn đại hộ của Đại Chu này, không ít người tâm cơ nặng nề, ngoài mặt hòa hòa khí khí, lại ngấm ngầm tranh đấu với nhau, muốn đạp đối phương dưới chân, hung hãn đạp xuống, để cho nàng thoát thân không được, cần gì phải thế. Tương Nghi không ngờ Dương lão phu nhân bỗng nhiên nói như vậy, lấy làm kinh hãi, mặt ửng đỏ. Dương lão phu nhân, con. Dương lão phu nhân khoát tay một cái, cười nói, con không cần giải thích, ta tự nhiên biết tình cảnh của con. Lạc đại tiểu thư này không có mẹ ruột, mẹ kế lại là một người không biết chuyện. Nếu nàng làm người chính trực, chỉ sợ rất khó tự vệ. Cũng không phải bản thân nàng muốn tâm cơ nặng nề như vậy. Dương lão phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng hơi chua xót, không tự chủ được nghĩ tới khi bà còn nhỏ, mất cha tang mẹ. Di nương kia của cha là do tộc trưởng ban tặng, ỷ vào sinh hai đứa con trai một đứa con gái, muốn bức bà đến nơi hẻo lánh, đạp lên một cước, làm bà trọn đời không thoát thân được, bất kể thời gian đó chật vật thế nào, vẫn cố mà sống, từ bỏ Trịnh thị Huỳnh Dương, bà tự khai phá một con đường cho mình, bà cười đến cuối cùng, Trịnh gia 10 dặm hồng chủ đón bà về tộc, bà cũng không cố kỵ, bà căn bản không yêu cầu cái gọi là thế gia đại tộc kia tăng màu cho hào quang của bà chỉ cần có người trong lòng kia phụng bồi, bình an sống hết đời là đủ. Như bây giờ, hắn cách xa triều đình, theo mình về Nghiễm Lăng, cùng chung tình cha con, trồng hoa nuôi cỏ, vui vẻ hòa thuận. Lạc đại tiểu thư trước mặt, chỉ sợ là không thể lặp lại con đường mình từng đi qua, dù sao nàng và mình có khác biệt quá lớn, bây giờ nàng còn không thể nào thoát khỏi Lạc gia, nói gì đến chuyện tự khai phá một con đường. Cho dù muốn làm, cũng phải là sau này, cũng phải có người ủng hộ nàng trợ giúp nàng. Chim non khi lông chim cũng còn chưa đủ muốn học bay lượn, tất nhiên sẽ té tờ trong tổ gia, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì tổn thương nguyên khí nặng nề. Dương lão phu nhân, Tương Nghi suy nghĩ lời của Dương lão phu nhân một phen, trong lòng nhất thời hiểu rõ, Dương lão phu nhân đang ám chỉ cho mình, muốn nói cái gì thì cứ nói, đừng giấu giếm, trong lòng nàng nóng lên, lại hành đại lễ với Dương lão phu nhân, trong giọng nói pha lẫn nghẹn ngào. Quả nhiên Dương lão phu nhân là trưởng giả nhân từ, lại nói chuyện như vậy giúp Tương Nghi mở mang trí óc, con có chuyện khó gì, lại nói nghe xem, để ta coi có thể tìm cách giúp con hay không. Dương lão phu nhân tờ tờ đi về phía trước, nếu con cảm thấy không tiện, vậy có thể đi theo, chúng ta đến chỗ không người nói chuyện. Tương Nghi đi theo, đa tạ lão phu nhân chỉ điểm, bảo trụ, con giúp tổ phụ thêm đất bón phân cho hoa cỏ đi, ta và Tương Nghi vào trong đình trò chuyện. Dương lão phu nhân kéo tay Tương Nghi, lòng bàn tay của bà rất nóng, giống như có vật gì ấm áp len lỏi vào lòng, đột nhiên nước mắt Tương Nghi rớt xuống, ai nha, sao bỗng nhiên thương tâm. Dương lão phu nhân kéo tay Tương Nghi, để nàng ngồi bên cạnh mình, cười khẽ nói, gương mặt xinh xắn như vậy, dính đầy nước mắt thì rất xấu. Lạc đại tiểu thư, ta cho con biết, trên đời này nước mắt thứ vô dụng nhất, một người chỉ có thể khóc, không nghĩ thay đổi thực tế, dù khóc đến mù mắt, cũng vẫn sống không hài lòng như cũ. Tương Nghi xoa xoa nước mắt, nhỏ giọng nói, con không phải bởi vì mình sống không tốt mà khóc, chẳng qua con cảm thấy ấm lòng, tổ mẫu chưa bao giờ nói với con những lời này, khi nghe thấy đột nhiên trước mắt thấy ánh sáng, miệng nhỏ thật ngọt. Dương lão phu nhân cười vỗ tay Tương Nghi một cái, ngươi nói, gần đây có chuyện gì không vừa ý đúng không? Hôm nay Tương Nghi tới gặp Dương lão phu nhân, có 2 chuyện muốn xin nàng. Thứ nhất, là hy vọng Dương lão phu nhân có thể phái mấy người thân thể cường tráng hộ viện, để Thúy Chi thuận thuận đương đương xuất giá. Thứ hai, là muốn hỏi Dương lão phu nhân, làm thế nào mới có thể cầm đồ cưới của mẹ về. Lạc lão phu nhân chỉ còn sống khỏe 2 năm, trong 2 năm này, nàng nhất định phải cầm toàn bộ đồ cưới của mẹ về tay. Thứ nhất là không để cho đồ vật của mẹ lưu lạc vào tay người khác, để mình còn có vật mà nhớ, ngoài ra mình cũng có thể có ít thứ phòng thân, dù sao cũng hơn trong tay trống trơn đến bây giờ. Trong tay nàng tổng cộng chỉ có 3 lượng bạc, muốn làm chuyện gì cũng không được. Lão phu nhân, thiếp thân nha hoàn Thúy Chi của con tìm được người tình đầu ý hợp, ngày mùng 2 tháng 2 sẽ xuất giá, nhưng mẹ kế của con lại cố ý muốn nàng gả cho một tên hỗn trướng. Ta biết nàng muốn phái người cướp cô dâu trong ngày mùng 2 tháng 2 đó, không muốn thấy nha hoàn của mình rơi vào hố lửa không ra được, cho nên đặc biệt đi xin Dương lão phu nhân giúp đỡ, hy vọng Dương lão phu nhân có thể ra chủ ý cho con. Tương Nghi tràn đầy trông chờ nhìn Dương lão phu nhân, thà bảo là muốn nàng ra chủ ý cho mình, không bằng xin nàng ra tay giải quyết chuyện này, chỉ cần Dương lão phu nhân chịu ra mặt, còn có chuyện gì làm không được. Sắc mặt Dương lão phu nhân có chút không thích, mẹ kế của con thực là ác độc, lại còn có thể có tâm tư như vậy. Chẳng lẽ con chưa nói với tổ mẫu con, mấy ngày nay con đặt nha hoàn kia trong viện tổ mẫu, mới tránh được bất chắc,
nhưng ngày xuất giá, tổ mẫu chắc chắn sẽ không phái người đi theo, chẳng qua là một nha hoàn thôi, ở trong mắt nàng, căn bản không đáng nhắc tới. Mỗi lần con nghe bảo trụ biểu ca nói tổ mẫu của hắn, cũng khen nhiệt tình, hòa khí, là một người tốt, Tương Nghi nghĩ đi nghĩ lại, quả thực không tìm được người giúp, lúc này mới cả gan tới nhờ Dương lão phu nhân giúp, chẳng qua là chuyện nhỏ thôi. Dương lão phu nhân cười một tiếng, Lạc đại tiểu thư, con cứ yên tâm, đến lúc đó ta phái mấy hộ viện thân thủ tốt đi đưa nha hoàn kia xuất giá là xong. Gió nhẹ nhàng thổi phất phơ, làm lay động cây châm lưu tô trên đầu Dương lão phu nhân, tiếng vang lanh lảnh trong gió, hòa lẫn vào tiếng chim hót trong vườn khiến người nghe thoải mái. Mắt Dương lão phu nhân nhìn thẳng, gằn từng chữ, cả đời ta, thống hận nhất là những kẻ lòng dạ ác độc kia, giở trò trong tối, không thể nhìn nhất là người nhỏ yếu bị người ta khi dễ. Lạc đại tiểu thư, con đừng gấp, ta bảo đảm nha hoàn của con sẽ thuận thuận đương đương lập gia đình. Tương Nghi cảm kích không thôi, ngồi bên Dương lão phu nhân, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu Dương lão phu nhân là tổ mẫu của mình, như vậy sẽ tốt biết bao. Chỉ tiếc tổ mẫu của mình Lạc lão phu nhân luôn có vẻ mặt cao cao tại thượng kia, dường như người khác thiếu bà hơn mấy ngàn lượng bạc. Vì vậy khi mình nói chuyện với bà phải cẩn thận, từng ly từng tí. Dương lão phu nhân, Tương Nghi còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo, đồ cưới của mẹ. Dù thế nào mình cũng phải điều tra rõ ràng, nhưng phải điều tra thế nào, đầu óc nàng rất mơ hồ. Tương Nghi nghĩ tới nghĩ lui, Dương lão phu nhân kiến thức rộng, có thể chỉ điểm một, hai cho nàng thì tốt. Mẹ của ngươi là người Tiền gia Hoa Dương, Dương lão phu nhân nhíu mày một cái, là chi nào của Tiền gia, chẳng lẽ Dương lão phu nhân còn biết mẹ Tương Nghi? Lòng Tương Nghi vui mừng, không nghĩ tới lại là cố nhân. Dương lão phu nhân lắc đầu, cũng không biết, chẳng qua là chị em dâu của con gái ta, cũng xuất thân từ Tiền gia Hoa Dương. Tiền gia Hoa Dương chính là đại tộc, nhiều năm tầng tầng phân xuống, chủ chi coi như thịnh vượng, chẳng qua là dòng chi thứ đã dần dần suy thoái, có mấy chi ngay cả dân thường cũng không bằng, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào trong tộc cứu tế mới có thể sống. Nếu mẫu thân của Tương Nghi xuất thân từ chủ chi, vậy nhất định điền trang cửa hàng đều có, không thể thiếu. Nếu là từ dòng thứ ra ngoài, vậy thì chưa chắc. Khi mẫu thân của con đến Lạc Phủ, mang theo hai ma ma, bốn nha hoàn thiếp thân, còn có mấy phòng của hồi môn. Tương Nghi hơi khẩn trương, tha thiết nhìn Dương lão phu nhân, chung quy không đến nổi một phân đất cũng không có chứ. Dương lão phu nhân trầm ngâm nói, thoạt nhìn như vậy, cũng không tính nghèo. Như vậy đi, con nói tục danh của mẹ con cho ta bảo mạn nương nhờ chị em bạn dâu của nó điều tra một chút, nhưng ta cũng không bảo đảm có thể tra ra, dù sao đồ cưới là một chuyện tư mật, chắc chắn sẽ không nói cho người khác nghe toàn bộ, coi như hỏi cẩn thận, tối đa cũng có thể hỏi đồ vật bên trên quang gánh đồ cưới. Về phần tiền ép Dương những thứ kia, con phải đi hỏi lão nhân bên cạnh bà ngoại con mới được. Tương Nghi cúi đầu, sắc mặt khó sở, con từng yêu cầu tổ mẫu với, nhưng bà không để cho con về Hoa Dương, nói, đường xá lắc lơ, thân thể con không chịu nổi, còn nói người bên ngoại tổ con đều không tốt, bảo con đừng về, con cũng sắp 7 tuổi rồi, còn chưa về nhà ngoại tổ. Dương lão phu nhân cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn Tương Nghi, nhà ngoại tổ con cũng không có người qua nhận thân. Trong lòng Tương Nghi đau xót, lắc đầu một cái, không có, bà ngoại con qua đời, ông ngoại mới cưới vợ kế, căn bản không nghĩ đến con, nghe nói mấy cậu của con, hình như cũng không tốt, dù thế nào đi nữa, cũng không tới mức này. Dương lão phu nhân suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu một cái, trong này, nhất định là có manh mối gì đó. Manh mối, Tương Nghi cả kinh, trong khoảnh khắc nhớ tới chuyện sau khi mẹ chết, Chu Mama quản hòm xiềng không lâu sau này cũng qua đời, còn có mấy nha hoàn bà tử bị sở lưu đày, hình như trong này có rất nhiều bí ẩn. Tương Nghi giống như đi đến trước một căn nhà bốn bề là tường, muốn đi ra ngoài, lại tìm không được cánh cửa, nhất định có manh mối. Dương lão phu nhân thương hại nhìn Tương Nghi, ý vị thâm trường nói, lúc nào con cũng phải để ý, chỉ sợ tổ mẫu kia của con, cũng không phải núi dựa của con đâu. Tương Nghi ra một thân mồ hôi, cẩn thận nhớ lại gương mặt của Lạc lão phu nhân, lông mày đi xuống, khóe miệng có hai nếp nhăn thật sâu, giống như muốn kéo miệng của bà xuống. Có vài lần, khi Tương Nghi thỉnh an Lạc lão phu nhân, thấy bà hí mắt, như có tinh quang lộ ra tờ khóe mắt, khá có thâm ý. Ban đầu nghĩ rằng bà thấy được giá trị của mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, hoặc là bà đang từng bước tính toán, kiếp trước, sau khi Lạc lão phu nhân chết, Lạc phủ phân gia, tam phòng Lạc gia đột nhiên có ngày tốt, mua xe mua nô, Lạc tam phu nhân đeo vàng đeo bạc, vinh hoa phú quý, nàng không có việc gì thì châm chọc phòng lớn Lạc thị, cực kỳ đắc ý, giống như muốn so sánh với Lạc đại phu nhân. Hơn nữa Lạc tam lão gia ra một số bạc lớn biếu quan, sau đó, vì cơ duyên đến,
được bổ nhiệm bên ngoài, tam phòng Lạc thị từ nay phong sinh thủy khởi. Chẳng lẽ, Lạc lão phu nhân che giấu đổ cưới mẫu thân, đưa cho con trai nhỏ bà thương yêu nhất. Trên trán Tương Nghi ra một tầng mồ hôi dày đặc, trong lòng như có 10 triệu con kiến đang gặm ăn, bùn rùn không chịu nổi, ý nghĩ này bỗng nhiên mọc rễ trong lòng nàng, như dây leo nhanh chóng phát triển, quấn nàng thật chặt, không có cơ hội thở dốc. Nếu là suy nghĩ của nàng là thật, vậy Chu Mama là do Lạc lão phu nhân hạ độc thủ, nha hoàn bà tử bị người gài tang vật lưu đày, lại không có đối chứng, giờ trong tay nàng chỉ có Lưu Mama và Thúy Chi, còn có một Thúy Ngọc. Chẳng qua là Thúy Ngọc kia đã làm di nương của Lạc đại lão gia, cho dù nàng biết gì đó, cũng sẽ không nói với mình. Tương Nghi siết quả đấm, âm thầm hạ quyết tâm, dù thế nào, nhất định mình phải biết rõ chuyện này. Bây giờ Thúy Chi xuất giá là được, nàng không cần mỗi ngày ở trong Lạc phủ. Phái nàng đi Hoa Dương một lần, đi về chỉ mất 4-5 ngày, chỉ cần mình không nói, ai trong Lạc phủ cũng không chú ý tới một tẩu tử tầm thường. Lạc đại tiểu thư, con đã nghĩ xong đối sách. Dương lão phu nhân thấy Tương Nghi cắn môi, trong mắt hiện lên thần sắc kiên định thì khẽ mỉm cười, có một số việc cần phải mạnh tay làm, nếu cứ mơ hồ bỏ qua như vậy, không chừng sẽ thành tiếc nuối cả đời. Dương lão phu nhân, con hiểu rồi. Tương Nghi đứng dậy, hành một đại lễ thật sâu, nói chuyện với Dương lão phu nhân một lát, Tương Nghi thu hoạch rất nhiều, cảm kích vô cùng. Dương lão phu nhân vội vàng kéo tay Tương Nghi, để nàng đứng thẳng người, Lạc đại tiểu thư cần gì phải khách khí như vậy. Tuy ta có tôn nữ ngoại tôn nữ, nhìn thấy Lạc đại tiểu thư, vẫn cảm thấy trong lòng thân thiết, son com như tôn nữ của mình. Sau này Lạc đại tiểu thư có chuyện gì chỉ cần tới tìm ta hỗ trợ, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ xuất thủ. Tương Nghi gật đầu một cái, cảm ơn Dương lão phu nhân hỗ trợ. Sau này nếu Tương Nghi có chuyện phiền toái gì, nhất định sẽ đến tìm Dương lão phu nhân, mong lão phu nhân chỉ điểm một hai. Vẻ mặt Tương Nghi chân thiết nhìn Dương lão phu nhân nói, lão phu nhân, Tương Nghi còn có một thỉnh cầu, nếu lão phu nhân xem Tương Nghi như tôn nữ của mình, sau này trực tiếp kêu tên Tương Nghi là được. Con rất có hiểu biết, xác định nhanh như vậy. Dương lão phu nhân hài lòng gật đầu, như thế rất tốt, ta thích người tâm can thủy tinh, những thứ ngu xuẩn kia thì sẽ không được ta xem trong mắt. Thúy Chi thuận thuận đương xuất giá, điều Tương Nghi không nghĩ đến là người Dương phủ phái tới hộ tống, cuối cùng là do Dương lão thái gia mang theo đến. Ngày mùng 2 tháng 2, sáng sớm Thúy Chi đã tới bái biệt Tương Nghi, nàng trải búi tóc cô dâu, mặc bộ áo cưới màu đỏ sậm kia, trong tay cầm một bọc đồ, đó là tất cả đồ cưới của nàng, đều nói cô dâu mới xinh đẹp nhất, quả là như thế, hôm nay Thúy Chi nhìn đẹp hơn thường ngày vài phần. Tương Nghi để cho Lưu Mama kia lấy 3 lượng bạc của mình ra ngoài, Thúy Chi, ta cho ngươi tiền ép Dương. Thúy Chi vội vàng từ chối, đây là toàn bộ gia sản của đại tiểu thư, sao mình có thể nhận. Không sao, ngươi cầm đi, tiền tiêu hàng tháng tháng 2 sắp phát rồi. Tương Nghi thả bạc kia vào trong bàn tay Thúy Chi, ngươi hầu hạ ta nhiều năm như vậy, ta đây làm chủ tớ sắp đưa ngươi đi, quả thực hổ thẹn, ngươi cầm đi, ít nhiều gì cũng là mấy lượng bạc. Thúy Chi ngậm lệ nhìn Tương Nghi, môi động hai cái, cũng không biết nên nói gì cho phải. Lưu Mama cười đỡ nàng, ngươi mau cất bạc, người đón dâu sẽ tới, chúng ta đưa ngươi đi cửa hông. Tương Nghi mang theo Lưu Mama và Liên Kiều đưa Thúy Chi bên cạnh cửa hông, lại thấy bên ngoài có một đám người chờ sẵn, ngoại trừ con trai Phúc Bá Toàn Quý mặc một thân quần áo mới đứng ở cửa, còn có 7-8 người đứng cạnh hắn, dẫn đầu là Dương lão thái gia. Dương lão thái gia, Tương Nghi ngạc nhiên đến ánh mắt cũng trợn tròn, tại sao ngài lại tới? Dương lão thái gia cởi mở cười một tiếng, chỉ mấy người bên người, ta ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm, mang bọn họ đi ra dạo một chút, thế nào? Nha hoàn của con sắp thành hôn, có thể đi theo uống ly rượu mừng hay không? Ban đầu Toàn Quý còn không giải thích được, không biết nhóm người này đi theo hắn đứng ở cửa hông chờ là có ý gì. Nghe Dương lão thái gia nói như vậy, vui sướng hớn hở nói, chỉ cần lão thái gia không ngại là được. Hắn vỗ con lửa nhỏ bên người một cái, Thúy Chi, nàng ngồi lên đi. Thúy Chi xoay mặt nhìn Tương Nghi, trong lòng hơi khó chịu khi phải chia lìa, đưa tay ôm nàng lên, ôm nàng vào trong ngực, cô nương, ta thật không bỏ được ngài. Tương Nghi duỗi tay ôm lấy cổ của Thúy Chi, ôn nhu nói bên tai nàng, Thúy Chi, ngươi sống vui vẻ, ta cũng vui vẻ, ngươi đừng đau lòng, cũng không phải sau này thấy không gặp ta nữa, mau mau đi qua, đừng để Toàn Quý đợi lâu. Thúy Chi cọ cọ mặt trên gương mặt Tương Nghi, lúc này mới đặt nàng xuống, lại phản phản phục phục dặn dò Lưu Mama Liên Kiều, cần phải chiếu cố cô nương cho tốt. Lưu Mụ Mụ gật đầu nói, ngươi đi đi, cái này đương nhiên ta biết. Thúy Chi lưu luyến không rời nhìn Tương Nghi, rồi mới chậm chạp đi đến cửa hông. Toàn Quý rất có kiên nhẫn chờ Thúy Chi lên con lừa, lúc này mới dắt con lừa đi về phía trước.
Dương lão thái gia phất phất tay với Tương Nghi, nha đầu, ta đi, con cứ yên tâm. Tương Nghi vịn cửa hông nhìn theo, đám người kia càng lúc càng xa, bóng người từ từ biến mất không nhìn thấy nữa. Phu nhân, phu nhân, Thuy Chi kia vững vững vàng vàng xuất giá rồi. Hoàng ma ma hốt hoảng đi tới, đầu đầy mồ hôi, sáng sớm hôm nay đã ra cửa. Còn Nhạc Tam thì sao? Lạc đại phu nhân nhướng mày, không phải bảo hắn mang một nhóm đi qua cướp cô dâu sao? Chẳng lẽ hắn không muốn làm chú rể, cũng không hành động? Ai nha nha, phu nhân, Hoàng ma ma vỗ bắp đùi nói to. Ngài không biết, Nhạc Tam kêu một đám người đưa qua chuẩn bị cướp cô dâu, chẳng qua không biết tại sao, Dương gia lão thái gia mang theo mấy đầy tớ nhà quan đi trên đường, thấy Nhạc Tam cướp hôn, bắt hắn và kia nhóm lưu manh kia, giờ đã đưa cho phủ nha Nghiễm Lăng rồi. Cái gì? Mồ hôi hột trên trán Lạc đại phu nhân tích tích chảy xuống, sắc mặt càng ngày càng trắng, có thể khai ta ra không? Hoàng ma ma vẻ mặt đau khổ nói, ai mà biết chứ, những kẻ lưu manh đó, chỉ sợ là không thể chịu được hình cụ, đánh mấy gậy sẽ khai. Nhanh, nhanh, nhanh mang ngân phiếu đi phủ nha tìm lão gia, để hắn đi đút lót, ngàn vạn lần không thể nói tên của ta ra. Lạc đại phu nhân đè một tay trên bụng, mồ hôi lạnh nhễ nhại, thật vất vả gà vào Lạc phủ, mình không thể làm hỏng thanh danh, truyền ra ngoài người khác sẽ nhìn mình thế nào. Hoàng ma ma cầm ngân phiếu chạy ra ngoài thật nhanh, Lạc đại phu nhân chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, tay chống ghế cũng không chịu được, toàn thân bủn rủn. Linh Lung bên cạnh nhào tới đỡ nàng, phu nhân, phu nhân, ngài sao vậy? Phu nhân nhà mình có thai, ngàn vạn lần không thể động khí hao tổn tinh thần, hại đến đứa bé thì không xong. Trong lá cây non màu xanh lục toát ra một nụ hoa, bên trên có một chút xíu màu hồng nhàn nhạt, nhìn hơi nhu nhược, hình như vừa đưa tay ra, màu sắc kia sẽ biến mất. Từ trong cây xanh lộ ra một bộ xiêm y màu xanh nước biển lúc ẩn lúc hiện, nhìn tươi mát động lòng người. Không lâu sau đi ra sau từ gốc cây kia, đó là Dung đại phu nhân. Đại phu nhân, hoa non năm ngoái mang về từ Nghiễm Lăng, năm nay đã nở hoa rồi. Kim Chi đi sau lưng Dung đại phu nhân cười híp mắt nói, Dương lão phu nhân thật là có tay trồng hoa, nô tỳ sống ở Hoa Đô lâu như vậy còn không thấy qua đâu, vừa lớn vừa trắng, dáng hoa đẹp đẽ, còn ngát hương thơm. Dung đại phu nhân nhướng lông mày một cái, có thể không phải sao, bàn về hoa, ai có thể hơn được mẫu thân của ta. Mới long liệu áo xuân, đã nghe thấy một trận tiếng bước chân đặng 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 truyền tới. Ngân Diệp sau lưng Kim Chi ngẩng đầu một cái, đại thiếu gia tới. Gia Mậu mặc một bộ trường sam màu xanh lam đi tới, gương mặt nở nụ cười, đi tới trước mặt Dung đại phu nhân, hơi hơi khoanh tay, mẫu thân mạnh khỏe. Dung đại phu nhân tinh mắt, thấy trong tay hắn cầm một phong thơ, vươn tay ra, bên Nghiễm Lăng kia có tin gì hả? Dạ, bà ngoại viết thơ tới, phụ thân muốn con mang về cho mẫu thân xem. Gia Mậu cười đưa thư tới, mau mau nhìn xem trong thư bà ngoại viết những gì. Gia Mậu, nhìn con cuống cuồng như vậy, còn nóng nảy hơn ta nữa đó. Dung đại phu nhân cười mở thư, lấy mấy tờ giấy viết thư bên trong ra, tỉ mỉ nhìn. Không lâu sau, lông mày của nàng hơi nhíu lại. Kim Chi, mời nhị phu nhân tới Tình Tuyết viện của chúng ta, ta có chuyện tìm nàng. Gia Mậu thấy sắc mặt mẫu thân hơi biến hóa, tiến lên một bước ôm lấy cánh tay của Dung đại phu nhân, mẹ, trong thư bà ngoại nói những gì? Dung đại phu nhân đưa tay xoa đầu Gia Mậu, không phải chuyện của con còn là trẻ con, còn không đi chơi đi. Mẫu thân, con đã 8 tuổi rồi, không phải trẻ con. Gia Mậu không phục vỗ ngực một cái, năm nay con cũng đi tập học đọc sách rồi. Con xử lý chuyện làm ăn ở Kim Ngọc Phường, thấy Gia Mậu lộ ra vẻ gấp gáp, Dung đại phu nhân cười một tiếng, khen một câu, năm nay đúng là có tiến bộ rồi. Gia Mậu thật sự thay đổi, nhìn con trai đi bên cạnh mình, Dung đại phu nhân có niềm vui khó nói ra được. Năm trước Gia Mậu không thích đọc sách, Dung lão thái gia muốn đưa hắn đi tập học, hắn luôn đùn đẩy không chịu đi. Chuyện thích làm nhất là gảy bàn tính, mỗi ngày cầm bàn tính gảy tới gảy lui, coi sổ sách Kim Ngọc Phường một lần lại một lần. Thấy hắn có hứng thú với sổ sách, Dung đại lão gia thật cũng không ép hắn đi tập học đọc sách, ngược lại đưa hắn đi Kim Ngọc Phường học xử lý làm ăn. Dung gia là đại tộc Giang Lăng, vốn không cần tự chủ tớ đi xử lý chuyện làm ăn bên ngoài, nhưng Kim Ngọc Phường thật sự quá lớn, giao cho quản sự quả thì rất không yên tâm, cho nên Dung đại lão gia cũng chỉ có thể tự mình ra trận. Sau khi tổ tiên Dung gia quy ẩn triều đình, để lại tổ huấn, vì gìn giữ nhất mạch Dung gia, cần phải cách xa triều đình, không được cuốn vào phân tranh của triều đình, bo bo giữa mình. Người Dung gia tuân theo tổ huấn, không người đi khoa thi làm quan, con đường làm quan này không đi, tự nhiên cũng chỉ có thể làm nhà buôn. Kim Ngọc Phường là sản nghiệp tổ tiên Dung gia để lại, phát triển hơn 100 năm, đã trải rộng khắp Đại Chu, chỉ là thợ thủ công thiết kế đồ trang sức, cũng mướn không dưới 100 người. Đồ trang sức Kim Ngọc Phường làm đều là hàng cao cấp nhất,
kiểu mới vừa ra, tất nhiên đưa tới oanh động. Không ít đại quan quý nhân phải gả con cưới vợ, đều phải đến Kim Ngọc Phường chế tác riêng mười mấy bộ đồ trang sức. Nếu trong đồ cưới không có vàng bạc của Kim Ngọc Phường đích, vậy nói rõ người nhà này tài sản còn chưa đủ. Dung đại phu nhân thấy Gia Mậu cảm thấy hứng thú với buôn bán, dứt khoát cũng chuyển lại mấy cửa hàng, phân một gian cho con gái Xuân Hoa, một gian cho Gia Mậu, buông tay để cho tợ chúng đi xử lý ngày trước khi nàng ở Dương gia làm khuê nữ. Dương lão phu nhân cũng làm như vậy, khi nàng mới 6 tuổi, Dương lão phu nhân đã ném một cửa hàng cho nàng. Mạn nương, nếu con cảm thấy không có chuyện gì làm, vậy con dung cửa hàng này luyện tay một chút, mẹ cho con 50 ngàn lượng bạc làm tiền vốn, tùy con làm sao thì làm, từ nhỏ lên đã có kinh nghiệm. Dung đại phu nhân còn chưa xuất giá đã hết sức khôn khéo, chỉ tiếc sau khi xuất giá này gặp một mẹ chồng ác, không chỉ hẹp hòi, hơn nữa còn hơi vô lý, siết thật chặt nội vụ. Trong nhà không chịu buông tay, Dung đại phu nhân muốn nhúng một tay vào cũng khó khăn. Thấy mẹ chồng tranh chua như vậy, Dung đại phu nhân dứt khoát không đến trong nhà chịu dày vò nữa. Tự cầm ép Dương bạc mua mấy cửa hang mặt tiền ở phố Đông Giang Lăng, tự mình mua bán. Dung lão phu nhân cũng không biết chuyện này, chỉ cảm thấy con dâu quy quy củ củ ở trong phủ, cũng không làm ầm ĩ với mình, coi như là một người thức thời. Mẹ chồng là người như vậy, nàng cầm không chịu buông tay thì con có cách nào? Nếu giận dỗi với nàng, không bằng tự mình làm chuyện của mình. Lời Dương lão phu nhân dặn dò, Dung đại phu nhân nhớ hết sức rõ ràng. Mạn nương, chỉ cần là không thương tổn đến ích lợi của con cứ hổ đồ một thời gian, nàng một lòng quản việc bếp núc không đến gây sợ với con là được rồi, miễn cho trong lòng mình không vui, không phải mở mấy cửa hang ở phố Đông sao, chẳng lẽ còn quá ít chuyện cho con làm, không để ý tới mẹ chồng ngược lại. Cũng là một phương pháp tốt, chỉ cần phu quân kính trọng mình, con gái thân thiết, cuộc sống này cũng là thoải mái rồi. Dung đại phu nhân dựa theo lời dặn của mẫu thân mà làm, quả nhiên sống rất là sung sướng. Năm nay Gia Mậu bỗng nhiên thanh tỉnh la hét muốn đi tập học đọc sách, càng làm cho Dung đại phu nhân và Dung đại lão gia kinh hỉ vạn phần. Gia Mậu là thông suốt hay sao? Sao lại muốn đi tập học đọc sách hả? Dung đại lão gia thấp giọng thương lượng với nàng, nhất định là lần này về Nghiễm Lăng, Nhạc mẫu đại nhân khuyên nó. Dung đại phu nhân cũng cảm thấy không giải thích được, chẳng qua là con trai chịu tiến tơi thì tốt. Hai người vui vui vẻ vẻ đưa Gia Mậu vào tập học, đến nay đã đọc sách hơn một tháng. Dung đại phu nhân nhìn đi ở bên cạnh Gia Mậu, cười hỏi hôm nay phu tử nói cái gì. Gia Mậu hưng phấn nói, mẫu thân, phu tử nói con có thể đi thi đồng sinh nha. Cái gì? Dung đại phu nhân có vài phần kinh ngạc, thật không thể tin vào tai của mình, con mới học hơn một tháng, đã muốn đi thi đồng sinh, tại sao phu tử lại nói như vậy? Phu tử này nhất định là một kẻ giỏi về nịnh nọt, sao có thể đi thi đồng sinh? Nếu thi tú tài này dễ dàng như vậy, vậy đầy đường đều là tú tài. Dung đại phu nhân liếc một nhìn Gia Mậu đi bên cạnh, đột nhiên có cảm giác kỳ quái. Gia Mậu giống như chín chắn hơn trước rất nhiều. Trước khi đi Nghiễm Lăng, Gia Mậu là còn tính khí trẻ con, Xuân Hoa cảm thương hàn không thể đi theo, Gia Mậu còn kéo tay nàng không thả. Chúng ta mang thuốc theo, không chừng đến nhà bà ngoại, bệnh của ngươi sẽ khỏi. Một đứa trẻ tâm tính như vậy, lần này sau khi trở về từ Nghiễm Lăng, hoàn toàn thay đổi. Dung đại phu nhân không vào trầm tư, đến tột cùng là cái gì làm Gia Mậu thay đổi vậy? Nàng cẩn thận hồi tưởng lại, giống như không có chuyện gì dị thường kích thích nó cả, hay giống trước kia, về Nghiễm Lăng chúc Tết, được tiền cát lợi, đốt pháo hoa, ném tuyết, chất người tuyết, bắt chim sẻ, không, có chuyện thật giống như không giống tầm thường. Trên mặt Dung đại phu nhân mang nét cười, trong đầu lại lộ vẻ do dự. Mùng 4 tháng giêng, cháu gái nhà mẹ nhị tẩu tới chúc Tết, cô bé gọi là Lạc Tương Nghi đó, giống như từ sau khi nàng xuất hiện, Gia Mậu đã có chỗ không đúng rồi, áo choàng xỉ la ni, quý giá như vậy, tay hắn vung lên, thoải mái tặng người, ánh mắt một chút cũng không nháy, sau đó nghe quản sự Kim Ngọc Phường báo lại. 14 tháng giêng còn xách đi một ngọn đèn lưu ly thượng hạng tờ Kim Ngọc Phường, cái này trị giá 50 lượng bạc. Chuyện trong đại sảnh hôm đó phảng phất hiện lên trước mắt, rõ ràng, con nhìn xem, Gia Mậu và vị Lạc đại tiểu thư kia, nhìn thật là sướng đôi. Lời trêu ghẹo của mẫu thân Dương lão phu nhân lại vang lên, Dung đại phu nhân há miệng, chẳng lẽ Gia Mậu tuổi nhỏ đã thông minh như vậy, lại thích tiểu cô nương nhà người ta? Tay của Dung đại phu nhân siết chặt. Gia Mậu, Gia Mậu ai nhà? Một tiếng kêu lên, mẹ, mẹ bóp đau con. Dung đại phu nhân thở hổn hển, lúc này mới ý thức được mình nghĩ nhiều quá, thoáng buông lỏng tay, áy náy cười cười với Gia Mậu, mẹ muốn thử khí lực của con một chút. Gia Mậu tràn đầy phấn khởi, mẹ, trở về Tình Tuyết Viên con và mẹ kéo tay. Thấy Gia Mậu tâm vô thành phủ như vậy, Dung đại phu nhân không khỏi hơi thẹn, mình nghĩ đi nơi nào, năm nay Gia Mậu mới 8 tuổi thôi, mình đã nghĩ tới chuyện sau
khi 18 tuổi rồi, nàng cười một tiếng, khóe miệng cong lên, một khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay hiện ra trước mắt. Đại tiểu thơ Lạc gia đó, dáng dấp tài trí, chẳng qua là xuất thân của nàng. Trong lòng Dung đại phu nhân trầm ngâm, mặc dù mẹ từng dạy nàng, xem người không thể xem xuất thân, chỉ cần là người chính trực trượng nghĩa, thì là người tốt, nhưng chọn con dâu và kết bạn là hai chuyện khác nhau, mình nên thận trọng, cũng không phải kỳ thị môn đệ xa sút, chẳng qua. Cảm thấy cô nương Lạc gia nuôi ra, chỉ sợ tử khí tiểu gia rất nặng, Dung đại phu nhân tờ đi về trước, vạt quần màu thủy lam chậm rãi quẹt qua trên mặt nền đá, che cánh hoa sen trên phiến đá gió thổi không lọt, lại lau lộ ra nhiều cánh sen nhọn hơn, đi tới ngã ba đường, một thiếu phụ mặc xiêm y màu xanh đi tới, cười hì hì chào hỏi, đại tẩu, tìm muội có việc gì? Dung đại phu nhân đi tới một bước, đệ muội, có một chuyện muốn hỏi muội một chút, mẫu thân của ta viết thơ tới, muốn hỏi tình huống Tiền gia Hoa Dương các ngươi. Dương lão phu nhân muốn hỏi Tiền gia Hoa Dương chúng ta. Dung nhị phu nhân kinh ngạc chớp mắt, có thể có chuyện gì? Nhưng cũng thật là kỳ hoặc, mẫu thân lại một lòng muốn giúp Lạc đại tiểu thư kia, cũng không biết đến tột cùng nàng có điểm nào vào mắt lão nhân gia. Dung đại phu nhân búng tấm giấy viết thư kia một cái, trong lòng yên lặng suy nghĩ, đoán chừng Lạc đại tiểu thư kia ở nhà bị mẹ kế và đệ đệ muội muội khi dễ, kích phát tâm địa chừa bạo giúp kẻ yếu của mẫu thân. Từ khi còn là chi huyện, mẫu thân đã người rất nhiệt tâm, nô tỳ trong nhà có gì khó chịu, đi tìm mẫu thân, hầu như đều có thể chấm dứt chuyện kia. Dung đại phu nhân đi theo Dương lão phu nhân chạy khắp nơi từ nhỏ, cũng quen phong cách hành sự của bà, bây giờ nghĩ lại, chắc là thân thế của Lạc đại tiểu thư làm bà âu sầu trong lòng, mới chú ý như vậy. Dung nhị phu nhân nhận trà ngân diệp đưa tới, tờ nhấp một miếng, Tiền gia Hoa Dương chúng ta, người cung quả thực cũng quá nhiều, nhưng nếu tẩu muốn hỏi Lạc gia Nghiễm Lăng, ta ngược lại còn nhớ. Há, nàng là người thế nào, của cải nhà nàng còn sung túc chứ? Dung đại phu nhân cười nhìn Dung nhị phu nhân, chắc chắn không so được với muội. Đồ cưới kéo đến mười mấy xe, Dung nhị phu nhân đắc ý mím môi một cái. Xuất thân của nàng là từ phòng lớn Tiền gia Hoa Dương tiễn, tự nhiên trong nhà giàu sang, những chi thứ kia, ngay cả nô tỳ phòng lớn cũng không bằng, vị đến từ Nghiễm Lăng Lạc gia này, là biểu muội của nàng, mặc dù cùng một họ. Thật ra thì cách rất xa, nàng nhớ vị biểu muội kia tên là Kiều Nương, dáng dấp mặn mà, nhưng thân thể hình như hơi chưa đủ đầy đặn, gầy yếu quá, giống như một trận gió cũng có thể thổi đi. Vị Kiều Nương kia, gia cảnh thế nào? Trong thơ mà mẫu thân hỏi, chủ yếu muốn hỏi là chuyện này, nên Dung đại phu nhân cẩn thận hỏi rõ, gia cảnh Kiều Nương không tính là kém, nhà các nàng là dòng thứ Tiền thị, phụ thân nàng làm chi huyện phủ Hoa Dương, sau đó không biết tại sao không làm nữa, trở lại một lòng trong trường ruộng đất và nhà cửa. Nhà các nàng trong Tiền gia Hoa Dương không tính là quá tốt, cũng không coi là quá kém, ăn mặc dùng. Dung nhị nãi nãi dừng một chút, không khác vương gia phố Tây Giang Lăng lắm. À, nói như vậy, cũng không tính là quá kém, vương gia nói thế nào, cũng có một hai chục cửa hàng, còn có mấy điền trang. Dung đại phu nhân gật đầu một cái, cầm giấy viết thư Dương lão phu nhân đưa lại nhìn một chút, bỗng nhiên trong lòng hiện ra nghi vấn. Nếu Tiền gia kia không kém, đồ cưới tự nhiên cũng không ít, sau khi nàng chết, đồ cưới đều để lại cho nữ nhi, nhưng vì sao Lạc đại tiểu thư kia lại ăn mặc mộc mạc như vậy? Chẳng lẽ đồ cưới mẫu thân nàng để lại, cũng nắm trong tay mẹ kế? Dung đại phu nhân bỗng nhiên có vài phần chua xót, hài tử không có mẹ thật đáng thương, nhớ lại Lạc đại tiểu thư hôm đó ăn mặc thế nào, Dung đại phu nhân thở dài, đây thật là làm bệnh. Dung nhị phu nhân thấy Dung đại phu nhân bỗng nhiên than thở, thật là kinh ngạc. Đại tẩu, thế nào, biểu muội Kiều Nương kia của muội để lại một đứa trẻ, khi ta về Nghiễm Lăng chúc sau Tết từng thấy. Dung đại phu nhân im lặng một lát, rồi mở miệng, nhìn dáng vẻ của nàng, sống chắc chẳng ra sao. Gia mậu ngồi một bên bỗng nhiên đứng lên, không nói tiếng nào đi ra ngoài. Dung nhị phu nhân hơi hơi cái miệng, gia mậu, đây là thế nào? Đại khái là phải đi ôn bài, không nói một câu cáo lui đã đi. Đứa nhỏ này, Dung đại phu nhân nhìn bóng gia mậu, nói vân đạm phong khinh. Năm nay gia mậu giống như thông suốt, Dung nhị phu nhân tràn đầy phấn khởi nói, nghe Hạ Hoa nói, hắn ở tộc học rất được phu tử yêu thích, thẳng thắn khen hắn là một nhân tài, văn chương còn tốt hơn mấy kẻ học lâu năm. Dung đại phu nhân nhẹ nhàng gảy đôi vòng tay Dương Chi, đắc ý trong lòng, chẳng qua trên mặt lại nhàn nhạt, đâu có tốt như vậy. Phu tử nói như vậy, nhưng lão tú tài sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đều sống trên người chó sao? Dung nhị phu nhân che miệng cười một tiếng, trong mắt là thần sắc sung sướng. Đại tẩu, có vài người trời sinh thông minh, nếu so hắn với người khác, sẽ làm người ta tức chết. Đình viện thật sâu, một hàng đại thụ đứng thật chỉnh tề dọc theo tường viện, lá cây xanh biếc cao vút, tạo ra một mảnh mát mẻ. Gia mậu đứng dưới
tàng cây, nhìn chăm chú vào gã sai vặt trước mặt mình. Mau mau, ngươi dọn dẹp đồ đạc đi tới hoa dương. Đi hoa dương, gã sai vặt không giải thích được. Đại thiếu gia, ngài có chuyện gì muốn tiểu nhân đi làm? Ngươi đến hoa dương hỏi thăm tiền gia hoa dương một chút, phải hỏi thăm rõ ràng. Đặc biệt là tiền kiều nương 7 năm trước gả đến lạc gia Nhiễm Lăng, chuyện trong nhà đều phải hỏi giờ. Gia Mậu móc ra một đĩnh bạc tờ trên người, cái này cho ngươi, coi như là phí. Khổ cực, gã sai vặt đưa tay nhận lấy, mặt đầy vẻ cười, đa tạ đại thiếu gia ban thưởng. Gia Mậu phất tay một cái, mau đi, ta chờ tin của ngươi. Mấy tiểu cô nương mặc đủ loại áo xuân đi tới bên này, đi ở phía trước là muội muội Gia Mậu, Xuân Hoa, năm nay nàng 7 tuổi, mặc một bộ áo kép màu đỏ thẫm, bên dưới là váy màu hạnh, trên tóc cài hai chiếc trăm hoa, rũ xuống bên tai, giật giật, rất là đẹp mắt. Ca ca, huynh ở dây không làm gì. Xuân Hoa nhanh nhẹn chạy tới trước mặt Gia Mậu, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Chúng ta phải đi câu cá, huynh đi cùng không? Gia Mậu nhìn mấy muội muội, cười một tiếng, các ngươi đi chơi, ta còn có chuyện. Phu tử bố trí một bản sách luận, ta phải đi tra tài liệu, suy nghĩ làm lập luận thế nào. Ca ca, huynh thay đổi. Xuân Hoa bĩu môi, kéo Gia Mậu lại, lúc trước huynh không phải rất thích đi chơi với chúng ta sao? Huynh còn nói đọc sách là chuyện nhàm chán nhất, chỉ cần có thể nhận ra chữ, không làm người mù mở mắt là được. Nhưng vì cái gì bây giờ huynh lại khác, mỗi ngày cũng lật sách kia lên nhìn, có gì để nhìn? Hạ Hoa và Thu Hoa đứng bên người Xuân Hoa, hai người cười híp mắt nhìn Gia Mậu, mặt đầy trông đợi. Đại ca, đi một lát. Gia Mậu suy nghĩ một chút, nói với gã sai vặt đứng bên cạnh, mang sách đến cho ta, ta đến ao bên kia câu cá, vừa câu cá vừa đọc sách. Xuân Hoa kéo tay của Gia Mậu chạy về trước. Ca ca, huynh giả bộ gì chứ, giờ đã là giờ thân rồi, chỉ chớp mắt trời sẽ tối. Đến, nhìn xem trước khi trời tối chúng ta có thể câu cá lên hay không. Gia Mậu bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo nàng về phía trước. Nhìn Thu Hoa đi bên người Xuân Hoa, hắn ân cần hỏi, Thu Hoa, thân thể tam thẩm tốt hơn chưa? Thu Hoa khẽ gật đầu một cái, tốt hơn nhiều, hôm nay trong phòng may xiêm y cho đại ca ca, ngày mai sẽ xong. Gia Mậu dậm chân, thở dài một cái, đây là tội gì? Thân thể tam thẩm còn chưa khỏe, sao có thể mệt nhọc như vậy? Muội cũng không khuyên nàng, cứ để nàng như vậy. Muội cũng từng khuyên mẫu thân, nhưng nàng toàn tâm toàn ý muốn làm xong y phục cho đại ca ca, muội cũng không có cách nào. Thu Hoa trợn to hai mắt, bên trong là thần sắc yêu thương quan tâm. Huynh cũng biết, cha chẳng quan tâm chúng ta, mỗi ngày sống ở Bích Vân Uyển, trong lòng mẫu thân không dễ chịu, dù sao phải tìm chút chuyện làm. Đại bá và đại ca ca, đại tỷ tỷ đối với chúng ta tốt như vậy, mẫu thân ta dĩ nhiên là muốn hết sức đền đáp một hai. Gia Mậu im lặng, không lên tiếng. Dung gia Giang Lăng có tổ huấn, nam tử 40 không con mới có thể cưới vợ bé. Nhưng bây giờ vị tam thúc này của hắn lại có một phòng thiếp thất. Hơn nữa vị di nương này còn là cháu ngoại gái của Dung lão phu nhân. Sau khi nàng lớn bụng vào cửa, tam thẩm nương sống không dễ chịu lắm, bị cổ di nương kia khi dễ trốn vào trong góc, không dám đi ra ngoài. Thu Hoa thấy mẫu thân bị khi dễ, đã từng tìm di nương kia liều mạng hai lần, không chỉ không được chỗ tốt, ngược lại làm tam thẩm sa sút. Tam thúc bị di nương kia xúi bẩy, chạy đến Vân Uyển tìm tam thẩm sỉ nhục, làm cho nàng bệnh trên giường, trong Vân Uyển một mảnh thê lương. Thu Hoa, để cho tam thẩm dưỡng bệnh tốt hơn, y phục gì đó, để đó trước, ta lại không nóng nảy. Gia Mậu cười một tiếng với Thu Hoa, mẫu thân của ta không phải nói muốn giúp tam thẩm mở phường thêu sao, đã chuẩn bị xong chưa? Thu Hoa gật đầu một cái, trên mặt đều là cười, mẫu thân nói này cửa hàng sẽ giao cho muội, để muội hỏi đại bá và đại ca ca, xem nên mở cửa hàng thế nào. Ánh mắt của nàng quét qua mặt hồ sóng gợn lăn tăn, thấp giọng nói, nếu chúng ta có thể kiếm ra một số bạc lớn, ta đây có thể mang theo mẫu thân ra ngoài ở, không cần lại tức giận vì cha ta và di nương kia. Xuân Hoa cầm chặt tay của Thu Hoa, nhìn muội muốn đi nơi nào, muội và tam thẩm sống êm đẹp, vì sao phải dọn ra ngoài? Dung gia có thể không có chỗ ở cho các ngươi hay sao? Thu Hoa thở dài một cái, ta thì không có vấn đề, chỉ là thấy mẫu thân của ta mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt. Hạ Hoa bên cạnh khẽ gật đầu một cái, cuộc sống của tam thẩm không dễ dàng, đừng nói nữa, chúng ta câu cá. Câu cá? Gia Mậu thấy trong nháy mắt mọi người đều có vẻ không vui, tranh thủ thời gian để bọn sai vặt cho cá ăn, gắn run lên lưỡi câu. Tứ muội muội, muội đến bên này ngồi, muội nhìn xem, trên mặt nước nhiều sóng gợn như vậy, chắc chắn nhiều cá, có mồi thơm tho, cá tụ tập tới, không thoát ra mặt nước được, sóng gợn nhộn nhạo từng vòng. Gia Mậu không đếm xỉa nhìn từng vòng vòng cung kia, trong đầu lại mơ mơ màng màng nhớ lại lời nói của Thu Hoa, kiếm ra một số bạc lớn thì có thể mang mẫu thân ra ngoài ở rồi.
hình như trước mắt có ánh sáng nhấp nhoáng, tim của hắn đột nhiên nhảy lên, nếu nàng cũng có thể dọn ra ngoài ở, thì có thể không bị mẹ kế khi dễ đến tức giận nữa, một loại kích động không nói ra được, khiến Gia Mậu hưng phấn cơ hồ cầm cây trúc không vững, nhưng làm thế nào mới có thể giúp nàng kiếm ra một khoản bạc. Hắn khẽ gật đầu một cái, mở cửa hàng là một phương pháp tốt, chỉ cần nàng có thể kiếm ra một khoản bạc. Tim của Gia Mậu đập bịch bịch, nụ cười nhộn nhạo trên mặt. Ca ca, ca ca, cá cắn câu kìa. Xuân Hoa một bên dậm chân hô lên, huynh làm sao vậy, còn không mau kéo cần câu lên. Tháng 3, trời xanh nước trong, bãi cỏ xanh biếc một mảnh, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời nơi nơi là diều bay lượn, bên tai là tiếng cười trẻ thơ, bên chân là đóa hoa màu hồng phấn, bị gió nhẹ thổi một cái, bay lả tả, giống như hoa vụ đầy trời, lòng người ơ trong đó, đẹp như tiên trong tranh. Cô nương, ngài xem, gió thổi diều bay rất cao. Liên Kiều cầm một cầu tuyến trong tay chạy tới, nụ cười trên khuôn mặt giao trục cho Tương Nghi. Cô nương, ngài cầm chơi đùa, phía cuối sợi dây là một con diều hình chuồn chuồn, nới rộng ra hai cánh, ánh mắt tròn trịa, đang đung đưa, lúc ẩn lúc hiện. Tương Nghi tiều đến nhận lấy dây diều, chạy hai bước, con chuồn chuồn kia theo bước chạy của nàng từ từ bay cao. Đưa diều chuồn chuồn của ngươi cho ta. Đang chạy cao hứng, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng gầm, Tương Nghi ngừng bước chân, thấy Lạc Tương Hồn đứng trước mặt, hung hăng nhìn nàng. Tục lệ Nghiễm Lăng, tháng 3 là ngày đi chơi tiết thanh minh, Lăng Giang và sông núi chung quanh đều thành chỗ tốt để đi chơi tiết thanh minh. Hôm nay thời tiết tốt, Lạc lão phu nhân mang người nhà ra ngoài du ngoạn giải sầu, đến bên ngoài không có gì vui chỉ là xem phong cảnh đi khắp nơi. Các thiếu gia tiểu thư mỗi người một con diều, để cho bọn họ chơi đùa trên cỏ, diều của ngươi rơi vào trong nước, thì muốn cướp diều của đại tỷ tỷ, thật là không biết xấu hổ. Lạc Tương Tuấn đi theo Lạc Tương Hồn tới toét miệng nở nụ cười, đại tỷ tỷ, đừng cho hắn, ai bảo tự hắn cầm diều tới đụng ta, ngược lại rơi vào trong nước. Lạc Tương Tuấn là con của Lạc Tam phu nhân, chỉ nhỏ hơn Lạc Tương Hồn không tới một tháng, tuổi tác hai người gần nhau, luôn chơi đùa cùng nhau, lại cãi vã thường xuyên, nhìn như vậy, phải là Lạc Tương Hồn muốn khi dễ Lạc Tương Tuấn, không nghĩ kia dây diều đứt. Hắn liền chạy tới hỏi mình muốn diều, vốn muốn mình đưa diều hắn, cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chẳng qua là khẩu khí này của Lạc Tương Hồn khiến Tương Nghi nghe không thoải mái. Nhị đệ, ngươi hỏi ta muốn gì, chẳng lẽ chính là giọng điệu này? Lạc Tương Hồn liếc nàng một cái, ngươi ăn mặc, cái nào không phải bạc của mẫu thân ta, ta muốn ngươi đưa diều cho ta, ngươi phải cho ta, diều này vốn không phải của ngươi. Lạc đại phu nhân một mực tuyên bố ăn mặc chi phí sinh hoạt của Lạc gia là cửa hang trong đồ cưới của nàng kiếm ra bạc. Lạc Tương Hồn từ nhỏ đã nghe quen, cho nên cảm thấy tất cả mọi thứ trong phủ cũng là mẫu thân ra bạc mua, cho nên hắn nhìn người bên cạnh, ánh mắt đều nghiêng, làm sao ngươi biết không phải của ta? Tương Nghi chỉ Lạc lão phu nhân đang tản bộ ở bờ sông, diều này chẳng lẽ không phải tổ mẫu cho chúng ta? Tổ mẫu nói bà mua 9 con diều, anh em chúng ta 9 người mỗi người một cái, khi đó mẫu thân cũng không dị nghị, nói toàn bộ diều là của nàng, vì vậy diều là của ta, ngươi nói phải không? Tương Nghi giơ cao diều trong tay, dừng một chút, ngươi muốn diều, gọi ta là một tiếng đại tỷ, ta sẽ cho ngươi chơi đùa. Lạc Tương Hồn hận nhìn nàng chằm chằm, tiện cốt đầu, còn muốn ta gọi ngươi đại tỷ, nghĩ thật tốt. Hắn phun một cái, nhào tới Tương Nghi, mau mau đưa diều của ngươi cho ta. Liên Kiều thấy Lạc Tương Hồn khí thế hung hăng, vội vàng kéo Tương Nghi tránh qua bên cạnh, Lạc Tương Hồn không bắt được, mắt thấy sẽ rơi vào trong nước, với gã sai vặt sau lưng hắn biến sắc, ôm hắn, nhị thiếu gia, mặc dù gã sai vặt kia thân thủ nhạy bén, nhưng hai người vẫn ngã trên đất, lăn lộn thành một đoàn, lăn đến bên bờ nước mới dừng lại. Lạc Tương Hồn bò dậy, hai tuyến nước mắt giống như phi tiện bắn tung tóe ra. Lạc Tương Nghi, ngươi kẻ lòng dạ đen tối này, ta đi nói cho mẹ. Liên Kiều trợn mắt hốc mồm nhìn Lạc Tương Hồn khóc sướt mướt đi qua bên kia, lo lắng, cô nương, lần này làm thế nào cho phải? Tương Nghi cười khổ một tiếng, chắc chắn Lạc đại phu nhân lại sẽ chạy tới gây sợ với nàng rồi, mình hay là tránh một chút. Nàng cầm diều chạy về phía Lạc lão phu nhân, âm thầm than thở, mình vẫn là không nhẫn được đến, chỉ là một con diều, cần gì phải không nhường nửa bước như vậy, quay lại còn mình còn thua thiệt. Mình đã ở Lạc gia không ít năm, nếu chỉ chút tức giận đều không chịu được, làm sao có thể trụ đến cuối? Trừ phi mình có thể thoát khỏi Lạc gia. Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong lòng, Tương Nghi siết chặt dây trong tay, sợi dây kia ghim chặt ngón tay của nàng, tựa hồ muốn khảm vào trong thịt, ép thịt hai bên ra ngoài, đỏ bừng một mảnh. Lạc lão phu nhân đang cười cười nói nói với quá ma ma, bỗng nhiên thấy Tương Nghi chạy tới, trong tay cầm diều,
gương mặt đỏ bừng, môi tóc bóng loáng như bôi mật nhìn hết sức đẹp mắt. Bà ngẩn ngơ, quá ma ma, ngươi nhìn dáng vẻ nghi nha đầu, cũng có mấy phần giống người trong tranh Tết rồi. Quá ma ma cúi người cười, cũng không hẳn vậy, đại tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, ngươi đi bên tộc học hỏi thăm xuống, xem học vấn của nàng tiến bộ thế nào. Trong đầu Lạc lão phu nhân tính toán, cháu gái này là một món hàng tốt, nếu có tài có mạo, bên kia có thể sẽ cho là hàng hóa hiếm thấy, đến lúc đó kiếm một món tiền lớn, không chỉ có thể muốn nhiều sính lễ hơn, còn có thể tìm được núi dựa. Muốn đi lên chỗ cao, Lạc lão phu nhân hé mắt, trong lòng tính toán, trong cung cách 3 năm tuyển tú một lần, chờ khi nàng 14 tuổi, có thể đi ghi danh. Tuyển tú, không chừng đến lúc đó còn có thể làm nương nương một cung, giống như Dung gia Giang Lăng kia ra một Dung phi, thì Lạc gia cũng có triển vọng hưng thịnh. Tổ mẫu, Tương Nghi chạy tới trước mặt Lạc lão phu nhân thi lễ một cái, hơi thở dốc, Tương Nghi đã làm sai chuyện, xin tổ mẫu trừng phạt. Ngươi làm sai chuyện? Trên mặt Lạc lão phu nhân lộ vẻ nghi ngờ, ngươi nói xem, đã làm sai điều gì? Diều của em hị đệ rơi vào trong nước, hắn cầu xin ta không có cho. Hắn nhào tới cướp, cuối cùng té xuống đất đi. Tương Nghi thấp giọng nói, con là tỷ tỷ, vốn nên yêu thương đệ muội, Tương Nghi không chỉ không làm như vậy, còn để cho nhị đệ chịu khổ, quả thực nên phạt, thì ra là chuyện này. Lạc lão phu nhân thấy Lạc đại phu nổi giận đùng đùng đi tới, trong lòng sáng tỏ, nhất định là Lạc Tương Hồn tố cáo với vợ lão đại. Tờ trong đáy lòng, Lạc lão phu nhân thương yêu cháu trai hơn cháu gái, nếu là thường ngày, nhất định sẽ sừng sộ. Lên khiển trách Tương Nghi một trận, không phải là một con diều, ngươi cầm cho hắn là được, còn làm bộ làm tịch làm đến mức như vậy, không thể không phạt ngươi quỳ nửa giờ. Nhưng gần đây Lạc lão phu nhân và Lạc đại phu nhân không hợp, bà tạm thời buông xuống sự khác nhau giữa tôn tử tôn nữ, đứng về phía Tương Nghi, nghi nha đầu, mặc dù quả thật ngươi không nên làm như vậy, nhưng biết sai có thể cải thiện, cũng không cần tự trách quá mức, ngươi cứ đứng bên cạnh tổ mẫu. Tương Nghi rời mấy bước, đi tới bên người Lạc lão phu nhân, lúc này Lạc đại phu nhân cũng chạy tới, một tay lao thẳng tới muốn đánh lên mặt Tương Nghi, đồ đê tiện, lại dám đánh hồn nhi của ta. Lạc lão phu nhân rất không vui trợn mắt nhìn Lạc đại bà nội, vợ lão đại, ta còn đứng ở đây, ngươi chạy tới không phân tốt xấu đánh người, trong mắt có còn mẹ chồng như ta không? Lạc đại phu nhân thu tay về, hung tợn nhìn chăm chú Tương Nghi, mẹ, bây giờ tiểu tiện nhân này mượn khí thế của nài khi dễ hồn nhi. Nàng dắt tay của Lạc Tương Hồn đi đến cạnh Lạc lão phu nhân, mẹ nhìn đi, biến hồn nhi thành dáng vẻ gì? Hồn nhi là cháu trai của ngài, đồ đê tiện này sao có thể so sánh, đụng một chút chạm một chút cũng khó cứu vãn được. Lạc Tương Hồn ngã vào trong nước bùn, y phục bằng gấm trên người dính bùn lầy, trên mặt cũng dính, vàng đen hỗn loạn, chỗ nào cũng dính, giống như một mâm bánh ngọt, màu gì cũng có, dáng vẻ kia, quả thực chật vật. Vợ lão, đại, ngươi cũng đừng làm ầm ĩ. Lạc lão phu nhân khoát tay một cái, bây giờ nghi nha đầu đang đọc sách ở Dương thị tộc học, hiểu biết hơn rất nhiều, sao có thể vô duyên vô cớ làm hồn nhi nãy. Vừa nãy nàng đã chủ động nhận sai, ta thấy thái độ của nàng rất thành khẩn, cho dù làm hồn nhi té, cũng là vô tình, sao có thể là vô tình, rõ ràng là cố ý. Đồ đê tiện này, hai tròng mắt Lạc đại phu nhân nhìn chằm chằm Tương Nghi không thả, dáng vẻ kia, giống như muốn ăn nàng, nhị ca ca tự mình té xuống đất. Lạc Tương Tuấn cầm diều ở một bên kêu, hắn cầm diều của hắn muốn làm rơi diều ta, không nghĩ tới tự làm diều của mình rơi vào trong nước, hắn muốn đi đoạt diều của đại tỷ tỷ, kết quả lại té xuống đất. Lạc Tương Hồn chỉ ngón tay đầy cặn bùn vào Tương Nghi, ta hỏi nàng muốn diều, nàng không cho, ta mới đi cướp, ngươi nói diều của chúng ta là mẹ ngươi ra bạc mua, toàn bộ là của ngươi, đại tỷ tỷ nghe lời này mới giận không cho. Lạc Tương Tuấn giơ cao diều kêu, còn không ngừng làm mặt quỷ, rõ ràng là tổ mẫu mua. Lạc lão phu nhân nghe lời này của Lạc Tương Tuấn, trong lòng càng tức giận, dù cầm mười mấy cửa hang của vợ lão đại, nhưng không thể nói mọi thứ của Lạc phủ đều dựa vào bạc của nàng nuôi, ngoại trừ cửa hang của nàng, Lạc phủ mình cũng có thu vào, chỉ là mình không nỡ dùng, giữ lại toàn bộ, chuẩn bị đến lúc đó kín đáo đưa cho lão tam. Vợ lão đại, tự ngươi nghe đi, lời nói của Tuấn Nhi đã quá rõ ràng là hồn nhi không đúng. Lạc lão phu nhân chậm rãi mở miệng, ngươi phải quản thúc hồn nhi cho tốt, tự cao tự đại lại hoành ngang ngược không biết lý lẽ như vậy, sau này ra khỏi nhà, sẽ phải nếm mùi đau khổ. Lạc đại phu nhân đứng ở đó, mặt trên còn đỏ hơn xiêm y mặc trên người, nàng hung hãn liếc mắt nhìn Tương Nghi, dắt tay của Lạc Tương Hồn xoay người đi ra ngoài. Tương Nghi thấy nàng đi ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm, đa tạ tổ mẫu chiều cố. Lạc lão phu nhân không lên tiếng, chẳng qua chỉ đứng ở đó, tâm sự đầy bụng. Vợ lão đại càng ngày càng lớn lối,
dù sao mình cũng phải nghĩ cách trừng trị nàng, bắt nàng hiểu ra, trong lạc phủ không thể có nữ nhân thô lỗ không biết lễ như vậy. Nếu nàng một người dạy bảo không thay đổi, vậy mình cũng phải suy nghĩ phương pháp để đổ cưới của nàng lại, đuổi người ra ngoài. Tương Nghi giúp vào người Lạc lão phu nhân, cũng đang suy nghĩ, ở trong lạc phủ lúc nào cũng bị ức hiếp, kiếp trước mình bị Lạc đại phu nhân nhốt trong hậu viện, nửa bước cũng không được ra ngoài, tùy ý nàng nắn tròn đánh bẹt, giống như một khối bùn nhão, kiếp này mình nhất định phải thay đổi tình huống này, nếu có thể sớm ngày thoát khỏi đây, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hại Tương Nghi vô tội bị thương, cuối cùng Lạc đại phu nhân không chịu bỏ qua cho nàng. Khi đi chơi Tiết Thanh Minh từ bên ngoài về Lạc phủ, nàng không nói một lời mang theo một đám nha hoàn bà tử chạy tới trong phòng. Tương Nghi, cho dù Lưu Mama và Liên Kiều gắng sức che chở nàng, Tương Nghi vẫn trúng mấy gậy, trên mặt cũng bị Lạc đại phu nhân tát mấy cái, móng tay thật dài vạch qua mặt nàng, để lại vết xước thật dài. Lưu Mama ôm Tương Nghi, vành mắt đỏ lên. Cô nương, lần tới ngài nhìn thấy nhị thiếu gia nhị tiểu thư, tránh một chút, đừng đi cùng bọn họ, phía sau bọn họ có đại phu nhân làm chỗ dựa. Liên Kiều bưng nước nóng tới cho Tương Nghi đắp mặt, trong mắt có nước lấp lánh, cố chịu đựng không cho nước mắt rớt xuống. Lúc nãy Liên Kiều cũng bị Lạc đại phu nhân đánh cho một trận, nha đầu chết tiệt kia, lại dám đứng ở bên cạnh xem kịch vui, cũng không biết đưa diều cho nhị thiếu gia. Ngươi là gỗ hả? Cô nương, ngài giống như đào kép. Liên Kiều thoa khăn lông lên trên mặt Tương Nghi, quỳ người xuống nhìn mặt của nàng, xanh tim hết rồi, đại phu nhân hạ thủ thật ác độc. Tương Nghi cười khổ một tiếng, bây giờ mình là cái gai trong mắt Lạc đại phu nhân, sao nàng lại biết hạ thủ nhẹ. Liên Kiều thở dài một cái, ai, ta vốn nghĩ cha mẹ ta nhẫn tâm, lại có thể bán đứt ta, không nghĩ tới vẫn tính là tốt. Nếu gặp phỉa mẹ kế, chịu khổ còn nhiều hơn, nếu gặp phải mẹ kế, nói không chừng đã bán ngươi cho lão già hơn 50 tuổi làm vợ rồi. Lưu Mama cầm thuốc nhẹ nhàng đắp lên cho Tương Nghi, trong lòng đau đến không nói chuyện nổi, mẹ ruột vẫn tốt, cũng sẽ tốt hơn mẹ kế, lòng của mẹ kế độc hơn mẹ ruột không biết bao nhiêu. Trong phòng yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tế tế và thở dài. Tương Nghi nằm trên giường, mắt nhìn xà ngang trên đỉnh đầu, siết quả đấm một cái. Hôm nay là do mình không nhịn được, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, giờ mình không phe cánh có, muốn đối nghịch với Lạc đại phu nhân, chỉ có thua thiệt, sau này phải học ngoan một chút. Đại tiểu thư ra sao rồi? Ngoài cửa truyền đến giọng của Tiểu Lục, lão phu nhân sai ta mang dược cao cho đại tiểu thư. Liên Kiều vội vàng mở cửa, đón Tiểu Lục vào. Tiểu Lục tỉ tỉ, cô nương nhà chúng ta rất thảm, ngươi nhìn một chút. Tiểu Lục đi tới, cúi đầu nhìn dáng vẻ của Tương Nghi, thở dài một cái, để hộp dược cao xuống, đây là lão phu nhân đặc biệt đi tìm tới, gọi là linh chi hương chi, bôi hơn mấy ngày sẽ khỏi. Những thứ này là thuốc bổ lão phu nhân đưa tới cho đại tiểu thư, đợi một hồi dung lửa nhỏ hầm mà uống, cô nương quả thực quá gầy, cũng nên bồi bổ thân thể. Lưu má má vội vàng thu bao lớn bao nhỏ kia, cảm kích rơi nước mắt, đa tạ lão phu nhân. Đại tiểu thư tự mình nghỉ ngơi, ở nhà mấy ngày rồi lại đi tập học. Tiểu Lục nhìn mặt Tương Nghi sung lên, rất thương hại, đại phu nhân rõ ràng là muốn phá hủy gương mặt của đại tiểu thư, nhìn dấu móng tay bên trên, có chừng mấy đường. Cái gì? Chân mày Lạc lão phu nhân cau lại, chuyên đánh mặt. Dạ, nô tỳ nhìn thấy trên mặt có mấy đường thật sâu. Tiểu Lục khoanh tay trả lời, đại tiểu thư da thịt mềm mại, làm sao chịu nổi móng tay thật dài của đại phu nhân. Lạc lão phu nhân cắn răng, nàng ngược lại càng ngày càng càn rỡ, sao không tích đức cho đứa bé trong bụng, đi, gọi đại lão ra chỗ ta. Tương Nghi là hàng hóa bà nhìn trong, để sau này bán được giá cao, nếu trên mặt có vết sẹo phá hủy dung mạo, vậy làm thế nào cho phải đây. Lạc lão phu nhân nắm chặt tay vịn ghế, gân xanh hiện lên, vợ lão đại này, thật là không có đầu óc, lúc trước mình để cho nàng vào cửa, thật là không cân nhắc chu toàn, chỉ lo bạc của nàng, nhưng không nghĩ đến đức hạnh của nàng. Lạc đại lão ra đi theo sau Tiểu Lục vào, cười híp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu của Tiểu Lục, nước miếng cũng muốn chảy ra ngoài. Lạc lão phu nhân nhìn dáng vẻ kia của hắn, nhíu mày một cái, lão đại này bệnh háo sắc một mực không sửa đổi, nhưng nhìn hắn là con trai trưởng, mình mới tài bồi hắn như vậy, nếu bàn về nhân phẩm nhân tài, lão tam hơn ít xa hắn, hy vọng năm nay lão tam thi hương có thể đậu cử nhân, mình đi đút lót cho nó, đến trong nha môn chi phủ kiếm một quan nửa chức. Mẹ, trễ như vậy gọi con tới, có thể có chuyện gì? Lạc đại lão ra thấy chân mày Lạc lão phu nhân nhíu chặt, hình như hơi không vui, cũng có vài phần sợ hãi, mẹ gặp chuyện gì không như ý? Hờ, chẳng lẽ ngươi cũng không biết vợ ngươi đã làm những chuyện gì? Lạc lão phu nhân nhìn chăm chú Lạc đại lão ra, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ mặt rất không vui, chẳng lẽ ngươi muốn có danh tiếng dung túng vợ kế ngược đãi con gái vợ trước?
Lạc đại lão ra xem thường, không phải là hơi chút dạy dỗ mấy câu, sao lại thành ngược đãi rồi, chẳng qua là tùy tiện giáo huấn mấy câu. Tự ngươi đi xem đi, gương mặt đó đã biến thành dáng vẻ gì. Lạc lão phu nhân vừa nghĩ đến chuyện này thì trong đầu run lên, chỉ hy vọng Bồ Tát phù hộ, trên mặt ngàn vạn lần đừng lưu sẹo. Mặt Tương Nghi thế nào? Lạc đại lão gia vẫn là dáng vẻ một mảnh mờ mịt, chẳng lẽ đánh mấy cái không nhẹ không nặng thì có thể phá hủy mặt của nàng. Lạc lão phu nhân không thể nhịn được nữa, cầm chung trà trên bàn ném về phía Lạc đại lão gia, đồ hôn trướng, ta thấy ngươi cả ngày đầu óc mê muội, sẽ không có được một chuyện tốt. Ta đã nói với ngươi, bây giờ Tương Nghi được Dương lão phu nhân yêu thích, cách mấy ngày Dương lão phu nhân phái người tìm nàng qua nói chuyện. Nếu thấy dáng vẻ kia của Tương Nghi, tất nhiên sẽ hỏi lý do. Nếu Tương Nghi nói thật, ngươi tự suy nghĩ một chút, Dương lão phu nhân có còn đi nói tốt cho ngươi không? Nghe thấy chuyện này có liên quan tới con đường làm quan của mình, Lạc đại lão gia cũng coi trọng, hắn hoang mang rối loạn đứng lên, con đi xem Tương Nghi. Ngươi nên đi cảnh cáo vợ ngươi, nếu nàng còn tùy ý làm bậy như vậy, thì chớ có trách ta không khách khí. Lạc lão phu nhân trầm mặt nói, ta không thể không tìm mẫu thân nàng qua phủ trò chuyện. Mẹ, ý của ngài là muốn bỏ nàng? Lạc đại lão gia kinh ngạc nhìn Lạc lão phu nhân, chuyện này không thể được, nếu bỏ nàng, ta đi đâu mà tìm một người có thể mang tới vạn quán đồ cưới như vậy? Lại nói ta muốn tìm, cũng là lần thành thân thứ ba, không có cô nương nhà tốt muốn gả cho ta, ai nói muốn bỏ nàng, chẳng qua chỉ là kêu mẫu thân nàng tới giúp dạy dỗ thôi. Lạc lão phu nhân nhìn dáng vẻ kia của Lạc đại lão gia, trong lòng cười lạnh, cái gọi là người nghèo trí ngắn, mấy câu nói này thể hiện tinh tế. Rõ ràng là hàng kém, nhưng có thể có bạc chỗ dựa, con trai cũng không dám bỏ nàng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lạc đại lão gia giơ ống tay áo lên lau mồ hôi, nếu bỏ Lạc đại phu nhân, hắn từ đâu có bạc dùng. Nghe mẫu thân nói chẳng qua là kêu nhạc mẫu tới dạy dỗ Lạc đại phu nhân mấy câu, mới yên lòng. Mẫu thân đừng tức giận, ta trở về viện tự nhiên sẽ nói với nàng. Ngươi đi đi, trước tiên đi thăm Tương Nghi một chút, ngươi làm cha, cũng không thể một chút trách nhiệm cũng không có, ném nàng ở một bên chẳng quan tâm, ngươi có muốn sau này nàng giúp ngươi mấy phần không? Lạc lão phu nhân nói ý vị thâm trường, có một số việc không thể chỉ nhìn trước mắt, phải nhìn xa một chút. Lạc đại lão gia chẳng qua là gật đầu, vội vã đi mất. Quá ma ma nhích tới gần Lạc lão phu nhân, thấp giọng nói, lão phu nhân, mời cao lão phu nhân qua phủ, chỉ sợ cũng không có chỗ gì dùng. Xưa nay cao lão phu nhân cưng chiều con gái nhỏ này, mọi người Nghiễm Lăng đều biết, nếu không, đại phu nhân cũng sẽ không có tính tình này. Lạc lão phu nhân khe khẽ hờ một tiếng, ta mời cao lão phu nhân qua phủ, cũng chẳng qua là ngụy trang thôi, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không thấu? Lão phu nhân, ý của người là, quá ma ma có vài phần do dự, dán bên tai Lạc lão phu nhân nói mấy câu. Lạc lão phu nhân nửa ngày không lên tiếng, sau đó mới hơ hơ tay, trước đừng nóng nảy, thời gian còn sớm, chúng ta từ từ nhìn, nếu nàng thức thời thì tốt, không thức thời, ánh mắt của bà híp một cái, một ánh sáng lóe lên trong mắt rồi biến mất, mỗi người có phúc riêng của mình, đây đều là ông trời thưởng cho. Lạc đại lão gia cất bước đi vào hậu viện, đứng ở cửa nhìn nửa ngày, cũng không biết nên đi bên nào, một tiểu nha đầu lấy lòng bu lại, đại lão gia, là muốn đi viện của nhị tiểu thơ. Tiểu nha đầu này mới 12-13 tuổi, nhưng dáng vẻ rất mặn mà, Lạc đại lão gia nhìn thấy thì trong lòng ngứa ngáy, một tay giữ nàng lại, ta muốn đi chỗ đại tiểu thơ, mau mau mang ra đi. Nha hoàn kia chuyển sóng mắt một cái, rất là thuận theo mặc cho Lạc đại lão gia nắm tay nàng xoa nắn, đại lão gia, nô tỳ mang ngài đưa qua. Lạc đại lão gia đi theo tiểu nha đầu kia, chỉ cảm thấy trên người tiểu nha đầu phiêu động qua tới hàng loạt mùi thơm, rất dễ ngửi, hắn cợt nhả nói với nàng mấy câu, quẹo qua cửa bán nguyệt, chỉ thấy đến mấy căn phòng, nhìn tiểu nha đầu đi về phía đó, không khỏi có vài phần kinh ngạc. Đại tiểu thư ở đây, đó là hai căn nhà con, giữa mặt tường lộ ra mấy gian phòng, nhìn cửa liêm và màn cửa sổ kia, còn tưởng là chỗ ở của nha hoàn bà tử môn, quả thực mộc mạc. Lạc đại lão ra đi vào, thấy Tương Nghi nằm trên giường, gương mặt sưng lên thật cao, cũng sợ nhảy dựng, lần này ra tay quá độc ác. Tương Nghi, Lạc đại lão ra đứng bên giường nhìn nàng, sau này ngươi ngàn vạn lần đừng so đo với mẫu thân của ngươi, ngươi lại không phải là không biết tính tình nàng nóng, giao lại hết lần này tới lần khác cứ đi lên tiếp cận, thì ra phụ thân an ủi là thế này, nói tất cả là do nàng tự chuốt lấy. Lạc đại phu nhân tính tình nóng, mình không biết phải trái chọc nàng. Đôi mắt Tương Nghi lặng lẽ nhìn Lạc đại lão gia, lẳng lặng nói, cảm ơn phụ thân chỉ điểm. Lạc đại lão gia bị tiếng nói bình tĩnh của Tương Nghi làm cho có vài phần lúng túng, hắn sờ trong túi một cái, đưa tiền qua, ngươi tự cầm đi mua thuốc, lần tới cẩn thận.
Cô nương, Lưu Mama thở dài một cái, cũng 6 năm rồi, đây là lần đầu tiên đại lão ra tới trong phòng cô nương thăm nàng, kết quả lại là tới đi vội vàng, không nói được mấy câu, người đã đi mất. Mama, cất tiền vào đi, bất kể là ai cho gì đó, đều phải cầm, bây giờ mình còn không có bản lãnh tâm cao khí ngạo. Tương Nghi nhìn tiền trong tay, nở nụ cười khổ, thì ra khi người nghèo, là không có cách nào chú trọng khí tiết. Nắng sớm vừa lên, nhàn nhạt bao phủ trong vườn lạc ra, hoa lê màu trắng tuôn rơi theo gió, rơi xuống tờ đầu cành, bốn phía rất yên lặng, ngay cả tiếng đóa hoa rơi xuống đất kia cũng nghe rõ ràng. Cô nương, ngươi nên nghỉ ngơi một trận, tối hôm qua không phải lão phu nhân bảo Tiểu Lục nói, bảo ngài an tâm nghỉ. Liên Kiều nhìn khoác áo kép trên người Tương Nghi, liều mạng khuyên can, ngài không cố gắng nghỉ ngơi, thương thế sao tốt lên được. Liên Kiều, ta muốn đi tộc học đọc sách, cũng không thể trễ. Tương Nghi vừa nói, thì cảm thấy bên khóe miệng đau dữ dội, nói chuyện thật khó khăn. Cô nương, ngươi còn đi tập học đọc sách? Liên Kiều kinh hãi, đặng đi tới trước bàn trang điểm, bưng lăng kính tới. Cô nương, tự ngài nhìn một chút, dáng vẻ thế này, sao có thể đi ra ngoài cho người ta thấy? Trong gương xuất hiện một gương mặt sung tấy, trên mặt có máu ô đọng, còn có vết tích móng tay, ngổn ngang trên đó, giống như bàn cờ Cazo. Tương Nghi nhếch nhếch miệng, vết sẹo kia cũng động đậy theo, giống như con rít bò tới bò lui trên mặt nàng, để cho nàng nhìn cũng giật mình. Lạc phủ này, thật không ở nổi nữa, nếu Lạc đại phu nhân muốn gây sợ với nàng, tự nhiên sẽ tìm chuyện ra. May mắn nàng vẫn tính là người ngay thẳng, không làm chuyện mờ ám, cũng sẽ không bị hãm hại tới phải chết. Chẳng qua là muốn đánh thì đánh, muốn mắng cứ mắng, ta đương nhiên phải đi học. Tương Nghi úp lăng kính xuống bàn, không nhìn tới mặt mình, ta phải để người ta biết, vị đại thiếu phu nhân Lạc gia này có bao nhiêu nhẫn tâm. Kiếp trước bị Lạc đại phu nhân khóa trong hậu viện, tùy tiện nàng đi bêu xấu mình, người tàn tật, dung nhan xấu xí, còn có chứng si mê, thấy đàn ông trẻ tuổi lập tức không đi nổi nữa. Kiếp này mình phải xuống nước trước, để cho mọi người biết đến tột cùng Lạc đại phu nhân là hạng người gì. Trong tộc học Dương thị có không ít con em nhà giàu sang trong thành Nghiễm Lăng, để bọn họ về nói một chút, hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Không lâu lắm, tất cả mọi người sẽ biết Lạc đại phu nhân kia cay nghiệt biết bao, khắt khe, khe khắt kế nữ. Tương Nghi ngồi trên ghế, tay cầm túi sách, mau mau trang điểm cho ta, rửa mặt nhẹ một chút, chỗ kia vẫn còn đau. Liên Kiều thương tiếc nhìn nàng, xoay người ra ngoài bưng nước nóng. Lưu Mama đứng bên người Tương Nghi thở dài một cái, cô nương, đại lão gia nói cũng có đạo lý, sau này cô nương chớ có cứng đối cứng là được rồi. Tương Nghi gật đầu một cái, ta biết. Nàng nghĩ một chút, nâng đầu ngón tay lên tính toán, Mama, chắc Thùy Chi sắp về rồi chứ. Thùy Chi thành hôn không bao lâu, Tương Nghi đã phái nàng len lén đi Hoa Dương, muốn đến nhà ngoại tổ tìm vị Lý Mama kia hỏi cho rõ. Thùy Chi đã đi 5 ngày rồi, còn chưa thấy bóng dáng của nàng. Trong lòng Tương Nghi hơi nóng nảy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâu như vậy Thúy Chi còn chưa về, có thể là trên đường có chuyện trì hoãn. Thúy Chi có tin tức nhất định sẽ về nói cho cô nương. Lưu Mama đơn giản chải tóc cho Tương Nghi, Liên Kiều cũng bưng nước nóng vào, nhẹ nhàng lau mặt cho Tương Nghi, thay nàng sửa sang y phục. Chủ tớ hai người rón rén đi ra ngoài. Cô nương, nô tỳ đã về. Cửa hông, Phúc Bá ngồi trên càng xe, bên cạnh xe ngựa còn đứng một người. Đó là Thúy Chi mấy ngày trước đi Hoa Dương, nàng nhìn qua hơi mệt mỏi, tinh thần coi như tốt, đôi mắt không có thần sắc mệt mỏi. Thúy Chi, Tương Nghi, kinh ngạc vui mừng đi qua, vừa nãy còn đang suy nghĩ ngươi cũng nên về. Cô nương, Thúy Chi ôm lấy Tương Nghi, trên mặt ngài thế nào, sao lại thành bộ dáng này? Tương Nghi không nghĩ để nàng lo lắng, thấp giọng nói, hôm qua khi thả diều té lộn mèo một cái, té lộn mèo một cái. Thúy Chi không tin, buông tay ra, cẩn thận nhìn mặt Tương Nghi, cô nương ngài gạt ta làm chi, rõ ràng không phải té. Liên Kiều hầm hờ nói, là hôm qua đại phu nhân đánh, cái gì? Thúy Chi nghe thấy thì nóng nảy, sắn tay áo, không được, ta phải tìm đại phu nhân lý luận, vì sao lại xuống tay ngoan độc như vậy với cô nương nhà chúng ta? Tương Nghi bận rộn giữa nàng lại, Thúy Chi, ngươi đi cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh nhau với nàng, chỉ sợ còn chưa đến gần nàng, Linh Lung Hoàng Mama trước mặt nàng đã bắt được ngươi. Ngươi chớ có nóng nảy, nói cho ta đi Hoa Dương có tìm được Lý Mama không? Thúy Chi bị Tương Nghi liều mạng lôi kéo, khó khăn lắm mới dừng chân lại, nàng nhìn bốn phía, thấy không có ai, mới thấp giọng nói, nô tỳ đi Hoa Dương, người bên kia nói Lý Mama được con trai đón xuất phủ đi hưởng phúc, bên trong tiền phủ bây giờ người đi đi, đổi đổi, chỉ còn lại 5-6 người nô tỳ biết, hỏi tình huống một chút, bọn họ cũng không biết con trai của Lý Mama ở đâu, vòng vo trong thành Hoa Dương 2 ngày, vẫn không thể nào tìm được Lý Mama.
Trên mặt Thúy Chi có thần sắc khổ sở, cô nương, ta không thể nghe được, quả thực vô dụng, không sao, chuyện này không trách ngươi được. Tương Nghi cầm tay của Thúy Chi, vỗ nhẹ nhẹ một cái, ít nhất ngươi biết bây giờ Lý Mama đã với con trai hưởng phúc. Mặc dù biểu hiện của nàng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Tương Nghi lại vẫn có mấy phần cuống cuồng, biển người mịt mờ, đi đâu tìm Lý Mama, nếu mình có một số bạc lớn, thì có thể mượn mấy người rảnh rỗi đi Hoa Dương tìm Lý Mama, nhưng bây giờ trong tay lại không có bao nhiêu bạc, cũng chỉ có thể gác lại chuyện này trước, chờ mình góp đủ bạc, ký thác Thúy Chi và nam nhân của nàng ra mặt, mang vài người đến Hoa Dương tinh tế hỏi thăm, nhất định phải tìm được Lý Mama. Tương Nghi cắn răng, nàng không tin đồ cưới của mẫu thân sẽ mộc mạc như vậy. Cô nương, khi ta đi tiền phủ, bên kia đang náo muốn phân gia. Thúy Chi đỡ Tương Nghi lên xe ngựa, vừa tinh tế kể lể với nàng chuyện ở tiền phủ. Giờ tiền phủ cũng là huyên náo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau khi lão thái gia cưới vị vợ kế kia, quả thực lợi hại, có thứ tốt gì đều thu vào tay. 2 năm trước nàng sinh một đứa con trai, lão thái gia già còn có con, rất vui mừng, xem tiểu thiếu gia kia như kim quý. Tự nhiên không khỏi coi nhẹ mấy vị lão gia khác, nhị lão gia, tam lão gia thì thôi, tất cả đều là người trung hậu, nhưng đại lão gia lại không phải là một kẻ ăn chay, mỗi ngày làm ầm ĩ trong phủ, lão thái gia bị hắn huyên náo đến phiền, dứt khoát chuẩn bị phân gia. Cậu ta thật vô lại như vậy. Tương Nghi nghĩ tới lời nói của Lạc lão phu nhân, chỉ nói tiền đại lão gia rất hư, sợ mình tới Hoa Dương ăn thiệt thòi, cũng không biết kết quả xấu đến mức nào, ngược lại cũng không thể nói quá xấu. Ta thấy tốt hơn đại lão trong phủ gia chúng ta nhiều. Thúy Chi bĩu môi, chẳng qua là mê rượu, có bạc thích cầm đi vui đùa với hồ bằng cẩu hữu, đối với đại phu nhân vẫn đủ tốt. Tương Nghi không nói gì, ngồi lên xe ngựa, trong lòng tiếc nuối, xem ra trong nhà ngoại tổ là không thể giúp mình. Ông ngoại tập trung tinh thần trên vợ kế và con nhỏ, cậu cả rượu ngon mê rượu, câu hai cậu ba trung hậu biết điều chắc chắn cũng nói không được cái gì, chỉ có thể là dựa vào bản thân đi liều mạng, đến tộc học. Hoàng nương tử thấy dáng vẻ kia của nàng, kinh hãi, Lạc đại tiểu thư, ngươi làm sao? Ta té lộn mèo một cái. Tương Nghi né tránh, không dám nhìn ánh mắt dò xét của hoàng nương tử, lộ ra vài phần chột dạ, té lộn mèo một cái, sẽ không chứ? Hoàng nương tử kéo Tương Nghi không để nàng đi, ta tới nhìn một chút. Tương Nghi, ngươi làm sao? Mấy vị Dương gia tiểu thư nàng quen trong tộc học rối rít súng lại, sao trên mặt người nhiều vết quào móng tay như vậy? Ai đánh ngươi? Tương Nghi đưa tay cản, là ta té, ngã trên đất, chầy, làm sao có thể, chầy ra là từng mảnh, đâu phải dáng vẻ như vậy, một đường rõ ràng. Hoàng nương tử lắc đầu một cái, Lạc đại tiểu thư, ngươi nói mau, không phải có người khi dễ ngươi chứ? Liên Kiều cầm túi sách đứng ở đó, tức giận bất bình, là đại phu nhân nhà chúng ta đánh, cô nương nhà chúng ta không cho nói, Lạc đại phu nhân đánh, tất cả mọi người kinh hãi, hạ thủ thật là độc, đại phu nhân thật sự rất độc ác. Cô nương nhà chúng ta luôn không giải thích được bị đánh, ta ở bên cạnh nhìn khó chịu, hết lần này tới lần khác cô nương còn bắt ta ngàn vạn lần không được nói ra ngoài. Liên Kiều tức giận, nói, hừ, quả thực ta không ưa, dù thế nào cũng phải bóc trần bộ mặt ác độc kia ra. Hoàng nương tử sờ đầu Tương Nghi một cái, lòng tràn đầy thương hại, Lạc đại tiểu thư, sau này ngươi tránh nàng nhiều chút, bị nàng khi dễ như vậy, phải làm thế nào cho phải đây? Tương Nghi gật đầu một cái, trong mắt hơi hơi có lệ, đa tạ hoàng nương tử, đa tạ các vị tiểu thư quan tâm, sau này Tương Nghi sẽ yêu quý bản thân, tuyệt sẽ không chọc mẹ sinh khí. Cô nương, chuyện này vốn không phải ngươi chọc đại phu nhân tức giận, nàng muốn đánh thì đánh, muốn mắng cớ mắng. Liên Kiều hầm hờ nói, hôm qua còn không phải chuyện nhị thiếu gia gây ra, kết quả bị đánh là cô nương. Ai, nương tử, các vị tiểu thư, các ngươi không biết cô nương chúng ta sống thế nào, nếu không phải có lão phu nhân, chỉ sợ trên người cô nương bây giờ chỗ lành lặn cũng không có. Các tiểu thư xung quanh nghe lời này, người người lộ ra biểu tình thương hại, Lạc đại tiểu thư, không nghĩ tới mẹ kế ngươi lại ác độc như vậy, chúng ta phải thay Lạc đại tiểu thư nghĩ cách một chút, làm thế nào mới có thể khiến mẹ kế nàng không xuống tay với nàng nữa. Những tiểu thư này đều được người nhà nuông chiều, thấy vết thương trên mặt Tương Nghi đều cảm thấy giật mình không thôi, không nghĩ tới cõi đời này còn có phụ nhân ngoan tâm như vậy. Nàng mong muốn chính là tình hình như lúc này. Tương Nghi đứng đó, trong lòng âm thầm gật đầu, nàng không mong mọi người thay nàng tìm cách, mà dù sao huyên náo dư luận xôn xao, có lẽ sẽ khiến Lạc đại phu nhân thu liễm một chút. Tương Nghi chuyển mặt qua, bỗng nhiên thấy cạnh cửa lộ ra nửa khuôn mặt nam tử. Tương Nghi, bảo trụ ở bên ngoài cất giọng hô, muội đi ra ngoài một chút. Thế nào là hắn biết rồi hả? Đều nói chuyện tốt không ra khỏi cửa,
chuyện ác truyền ngàn dặm, chuyện này thật đúng là truyền nhanh. Tương Nghi nhìn Hoàng Nương Tử, thấy nàng hình như không có ý ngăn cản, lúc này mới rời bước chân đi ra cửa, trong tay bảo trụ giơ lên một lá thư, vốn là gương mặt hào hứng, thấy dáng vẻ kia của Tương Nghi, trong nháy mắt đổi sắc. Tương Nghi, muội làm sao? Hắn nhìn chằm chằm mặt Tương Nghi, tức giận không dứt, là mợ khi dễ ngươi. Lúc này Liên Kiều không đợi Tương Nghi mở miệng, đã đứng ở một bên nói, biểu thiếu gia đoán không lầm, hôm qua đại phu nhân tùy tiện tìm một cái cớ, đánh cô nương thành bộ dáng này, mặt bảo trụ đỏ lên, ta tìm nàng, nói lý lẽ. Tương Nghi thở dài một cái, đưa tay ngăn bảo trụ lại, nói lý thì sao, đến lúc đó nàng chỉ cần nói một câu nàng đang dạy con của mình, huynh còn có thể nói cái gì, dù sao nàng là mợ của huynh, là trưởng bối, huynh là một tiểu bối, làm sao có thể hô tới quát lui với nàng. Bà ngoại không nói gì, bảo trụ thở phì phò siết quả đấm, cứ cho nàng khi dễ muội như vậy, khi nàng tới chỗ muội, chuyện đột nhiên xảy ra, tổ mẫu không ngăn cản kịp, chỉ là sau đó tổ mẫu để cho nha hoàn đưa linh chi hương chi tới, nói bôi mấy ngày nữa sẽ tiêu mất sẹo. Tương Nghi thấp giọng nói, gần đây tổ mẫu thương yêu muội hơn trước một chút, muội cũng không thể yêu cầu cái gì nữa. Bảo trụ nghe lời này trong lòng ê ẩm, lắc đầu liên tục, ai, muội cũng quá hèn yếu rồi, dù thế nào cũng phải đánh nhau một trận với nàng. Nhưng hắn nhìn Tương Nghi, lại rất bất đắc dĩ, Tương Nghi không tới 7 tuổi, muốn đánh với Lạc đại phu nhân, vậy thì thật là không tợ lượng sức. Hắn tức giận đưa một tấm giấy viết thư tới, dạ, Gia Mậu viết thư gửi tới. Gia Mậu viết gửi thư tới, Tương Nghi trợn to hai mắt, là viết cho nàng. Nàng hơi không dám tin tưởng, sao Gia Mậu lại viết thơ cho nàng. Giữa bọn họ, cho đến bây giờ, cũng chỉ là mấy lần gặp mặt. Bảo trụ nhét thơ vào trong tay nàng, muội còn chưa tin. Thật là Gia Mậu viết tới, Tương Nghi cầm giấy viết thư vội vã nhìn, chỉ thấy chữ viết bên trên công phu tinh tế, hơn nữa đã có bút. Phong, trong lòng nàng khẽ động, chữ viết này giống y Gia Mậu kiếp trước, xem ra Gia Mậu này hay là Gia Mậu kiếp trước, chữ như người, hắn căn bản không thay đổi gì, trong thư Gia Mậu cũng không có nói gì khác, chẳng qua là nói cho nàng biết sau khi về nhà hắn cũng đi tập học dung, thị đọc sách rồi, phu tử khen ta là nhân tài đọc sách, còn để cho ta đi tham gia thì đồng sinh, chỉ là cha mẹ cũng không tin ta có thể thi đậu, ta muốn cho bọn họ một cái kinh hỉ. Tương Nghi thở ra một hơi thật dài, gập giấy viết thư lại, bỏ vào hà bao. Bảo trụ nhìn nàng khẽ cười, có muốn viết thư trả lời cho hắn không? Bỏ vào trong thư của ta đồng thời gửi qua. Ánh mắt bảo trụ sáng quắc, tựa hồ biết cái gì vậy, cười đễu. Tương Nghi hơi lúng túng, cảm thấy trên mặt nóng lên, chờ muội viết mấy chữ. Huynh giúp muội đưa qua, nàng căn bản không biết mình muốn viết gì. Chẳng lẽ viết mình bị Lạc đại phu nhân bảo đánh một trận, dung nhan hư hại, hoặc là nói cho hắn biết mình phái nha hoàn đi Hoa Dương, kết quả tìm không tìm thấy người. Tương Nghi mang về thư phòng Liên Kiều, trầm tư rất lâu, mới nhấc bút lên tới viết mấy chữ, hết thảy đều tốt, bình an. Viết xong, lại cảm thấy có chút không thích hợp, vò viên tờ giấy, vứt qua một bên, nghĩ tới nghĩ lui, lại nhặt cuộn giấy lên, nhẹ nhàng mở cuộn giấy, lấy tay vuốt cuộn giấy, tấm giấy viết thư này giống như tâm tư nhăn nhúm của nàng, dù vuốt ve thế nào đi nữa, cũng sẽ không bằng phẳng. Kiếp trước nàng là một kẻ đáng thương, bị người hại, mình ngược lại đi hại người bên cạnh. Lạc đại phu nhân trăm phương ngàn kế chặt đứt nhân duyên của nàng, gả nàng cho một cái lão tú tài không còn dùng được. Đừng nói là có tiền đồ, dù là nam một ít chuyện nữ kia cũng vô ích. Vốn tưởng rằng cứ đần độn như vậy sống hết đời, thật không nghĩ đến khúc khuỷu gặp lại Gia Mậu lần nữa. Đoạn cảm tình chôn giấu sâu trong đáy lòng kia, giống như củi khô hừng hực bắt đầu cháy. Rừng rực, nàng không muốn lại bỏ qua hắn. Biết rõ hắn có cao môn tiểu thư thái hậu nương nương gả cho, nhưng nàng muốn đi cùng với hắn, dưới tình huống Gia Mậu không biết chuyện chút nào, nàng dùng hết mưu kế, từng bước một tính toán hắn, thoát khỏi lão tu tài, khiến Gia Mậu bỏ trốn cùng nàng. Nhưng thiên hạ tuy lớn, cũng không có chỗ dung thân hai người bọn họ, Trường Ninh Hầu Phủ điều động đủ loại đội ngũ, rốt cuộc bắt hai người trở lại, nàng vào Trường Ninh Hầu Phủ, thành di nương của Gia Mậu. Nàng không có được hạnh phúc mình muốn, nhìn Gia Mậu dãy giụa, lương tâm bất an, nàng cũng khó qua. Nàng biết rõ mình đi nhầm một bước, sau này sẽ mất hết tất cả. Nàng thành hồ ly tinh trong mắt thế nhân, Trường Ninh Hầu Phủ khịt mũi coi thường nàng, ngay cả Dung đại phu nhân cũng không cao hứng. Tổ huấn Dung gia, nam tử 40 không con mới được cưới vợ bé, nhưng mình lại khiến Gia Mậu vi phạm quy củ này, không trách Dung đại phu nhân không bao giờ muốn liếc mắt nhìn mình, tuy làm di nương không phải ý muốn của nàng. Nhưng trên thực tế nàng đã làm di nương, một di nương đê tiện mang bầu 3 tháng đi vào Trường Ninh Hầu Phủ, sống nửa năm trong Trường Ninh Hầu Phủ, nàng qua đời trên giường sinh,
lại trở về lúc bắt đầu, trong nháy mắt Tương Nghi trở về, đã có quyết định, nàng không bao giờ muốn lặp lại những chuyện đó, nàng phải làm một người mới, mình không thể lại thiếu tự trọng, cho dù gia mẫu tốt hơn nữa, hắn cũng sẽ không là phu quân của nàng. Chờ sau khi hắn trưởng thành, Thái hậu nương nương trong cung sẽ có một đạo ý chỉ, thê tử của hắn là quý nữ kinh thành, mình chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mặc y phục tân lang đi đón mỹ kiều nương tử. Kiếp trước là chấp niệm của mình, làm tổn thương một nữ tử vô tội, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, đời này kiếp này, nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nàng muốn sống thơ thơ phục phục, không bị lạc đại phu nhân định đoạt, muốn ra khỏi lạc phủ, tìm một người thật lòng chân ý, hai người vui vui vẻ vẻ sống hết đời. Lạc Tương Nghi, không còn là đóa tiểu bạch hoa kiếp trước, nàng phải làm một nữ tử kiên cường dũng cảm, nàng muốn dựa vào trí tuệ của mình và hai tay đi sáng tạo ra bầu trời của mình. Dương lão phu nhân ở trước mặt nàng, là núi cao mà nàng ngưỡng mộ, nàng thật lòng hâm mộ Dương lão phu nhân, hy vọng mình cũng có thể như nàng, cả đời trải qua phong sinh thủy khởi. Tương Nghi vo lại tờ giấy thật vất vả vuốt, thằng kia, không thể cứ không quả quyết như vậy, gia mẫu không phải nàng có thể mong đợi, nàng nên suy nghĩ phương pháp. Phải thoát khỏi khống chế của lạc đại phu nhân thế nào thì tốt hơn, sao rồi, viết thư xong chưa, khi tụ chung một chỗ ăn cơm chưa, bảo trụ đưa tay, mau mau, hôm nay huynh bảo người gửi đến Giang Lăng. Tương Nghi lắc đầu một cái, muội không viết đâu, nếu để cho mẫu thân của muội biết, không thể thiếu lại bêu xấu muội, lần trước huynh thăm muội về, nàng cũng chạy tới mắng một trận. Ngước mắt lên, thấy gương mặt bảo trụ tràn ngập vẻ không tán thành, Tương Nghi nhẹ giọng nói, bảo trụ ca ca, huynh viết thêm sau thơ một câu, nói muội hết thảy đều tốt, thay muội hỏi thăm là được. Bảo trụ suy nghĩ một chút, cúi thấp đầu nói, được thôi, huynh giúp muội thêm câu này. Tương Nghi hơi buồn bã, nhưng thế sợ không thể như ý, chỉ có thể giấu tất cả vào trong lòng. Gia mẫu sống tốt, nàng cũng vui vẻ. Khi về tờ tộc học, Lạc lão phu nhân gọi nàng đến Ngọc Ngạn đường, khuôn mặt mất hứng, Nghi nha đầu, sao không dưỡng thương, lại chạy đến tộc học. Tương Nghi thấy nàng không vui, trong lòng biết Lạc lão phu nhân là, sợ nàng nói chuyện bị Lạc đại phu nhân ngược đãi ra, thương tổn danh tiếng Lạc gia, lại không nói người ta sẽ nhìn Lạc đại lão gia và Lạc đại phu nhân thế nào, ngay cả Lạc lão phu nhân cũng sẽ liên đới bị nói sau lưng. Trong Lạc phủ này giờ Lạc lão phu nhân nắm quyền, nếu bà tùy ý để Lạc đại phu nhân đánh mình thành như vậy, người ta nói Lạc đại phu nhân không phải, nhưng cũng nói Lạc lão phu nhân không phải, một đương gia chủ mẫu, lại mặc cho vợ của con ngược đãi cháu gái. Điều này nói rõ trị gia không nghiêm, Lạc lão phu nhân cũng có trách nhiệm, nhưng đây không phải là sự thật. Tương Nghi yên lặng than thở trong lòng, mình thật vất vả mới bò lên đại thụ Lạc lão phu nhân này, dầu gì cũng phải ôm một thời gian mới buông tay. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng cặp mắt Lạc lão phu nhân, cất cao giọng nói, tổ mẫu, Tương Nghi có thể đi tộc học Dương thị là tổ mẫu thay ta kiếm được cơ hội, nếu Tương Nghi không biết phải trái, hoang phế học nghiệp, vậy thì thật xin lỗi một mảnh tâm của tổ mẫu. Tương Nghi biết tổ mẫu yêu quý, muốn Tương Nghi ở nhà dưỡng thân thể, nhưng Tương Nghi chẳng qua là trên mặt bị thương, suy nghĩ còn tỉnh táo, đâu dám lười biếng. Lạc lão phu nhân nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Tương Nghi, bỗng nhiên không nói gì, dù sao vẫn là đứa bé chưa đủ 7 tuổi, đâu thể nghĩ bao nhiêu cong cong thẳng thẳng. Tay Lạc lão phu nhân lần chuỗi Phật châu đàn mộc, ánh mắt hơi hơi nhắm lên, cũng là mình sơ sót, nếu hôm qua để cho Tiểu Lục bảo với Nghi nha đầu, để cho nàng ở nhà nghỉ ngơi đến khi vết thương trên mặt khỏi hẳn mới đi đọc sách, như vậy là được rồi. Nghi nha đầu, ngươi ngược lại là một người cầu tiến. Lạc lão phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn là phải dạy dỗ Tương Nghi một chút. Chẳng qua là, ngươi cũng biết, hôm nay ngươi đi Dương thị tộc học, có thể mang tới hậu quả gì, mang tới hậu quả. Tương Nghi ngửa đầu, nháy mắt một cái, Tương Nghi chỉ nói mình không cẩn thận té, sẽ có hậu quả gì, mong tổ mẫu chỉ điểm. Ngươi chỉ nói là té. Lạc lão phu nhân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nghi nha đầu này còn sẽ lo nghĩ cho Lạc gia. Bà lập tức cảm thấy thoải mái toàn thân, nói như ngươi là không sai, nhưng người tỉ mỉ tự nhiên có thể nhìn ra là té hay là móng tay cào. Ngươi phải hiểu, mặc dù là mẫu thân của ngươi hạ thủ, chỉ sợ sẽ không tốt cho thanh danh phụ thân ngươi, đến lúc đó không thể không ảnh hưởng. Nghi nha đầu, sau này làm chuyện gì ngươi cũng phải thương nghị trước với tổ mẫu, đừng bao giờ tự chủ trương. Tương Nghi đứng dậy, cung cung kính kính trả lời một câu, Tương Nghi ghi tạc trong lòng. Lạc lão phu nhân cười hòa khí, Nghi nha đầu là một người thông minh, nói một chút đã hiểu. Tương Nghi cúi đầu, không có lên tiếng, trong lòng vẫn đang nghĩ, thương lượng mọi việc với Lạc lão phu nhân tới, chỉ sợ mình cũng không có chỗ tốt gì. Trong lòng Lạc lão phu nhân, nàng chỉ là một con cờ, chỉ có 3 vị đại gia Lạc gia, mấy vị thiếu gia Lạc gia, mới là mối quan tâm thật sự trong lòng bà.
mình không phải người ngu, cũng chỉ có thể đồng ý trong miệng thôi. Qua mấy ngày, các cao môn đại hộ của Nghiễm Lăng nhận được thiệp mời của Dương Lão Phu Nhân. Dương Lão Phu Nhân có một khu vườn ở Nghiễm Lăng, tên là Quy Chân Tam Uyển, ước chừng hơn ngàn mẫu đất, mua luôn hai ngọn núi sau vườn, chạy dài một mảnh, đều là sản nghiệp của Dương Lão Phu Nhân. Nghe nói Dương Lão Phu Nhân sinh ở Huỳnh Dương, nơi đó có một khu vườn là mẫu thân truyền cho bà, gọi là Quy Chân Uyển. Sau đó tất cả vườn của Dương Lão Phu Nhân đều đổi tên thành Quy Chân Uyển, dùng con số thay thế thứ mấy. Xem ra vườn ở Nghiễm Lăng này, xếp ở vị trí thứ ba, Quy Chân Tam Uyển này. Trồng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, nó không chỉ là biệt viện Dương gia, còn là một sản nghiệp giúp Dương Lão Phu Nhân phát tài. Hàng năm trong khu vườn này uốn bán ra không biết bao nhiêu bồn hoa, trái cây tươi, trái cây bán ra từ Quy Chân Tam Uyển, ngon hơn trái cây ở nơi khác trong Nghiễm Lăng, nhìn vẻ ngoài cũng đẹp mắt, làm ăn cực kỳ phát đạt. Trong thiệp mời của Dương Lão Phu Nhân nói, Quy Chân Tam Uyển nở hoa thật đúng lúc, bà đặc biệt tổ chức một lần du xuân, mong các phủ Nghiễm Lăng nể mặt, cùng đến Quy Chân Tam Uyển chơi tiết thanh minh. Lạc gia cũng nhận được thiếp mời, Lạc Lão Phu Nhân cầm tơ thiếp mời kia, nhìn một chút, bỏ qua một bên. Lạc Đại Phu Nhân hơi không kềm chế được, đưa cổ sang nhìn một chút, mẫu thân, là mời người nào vậy? Nghe nói trong Quy Chân Tam Uyển tựa như ngựa hoa viên, có không ít kỳ hoa dị thảo, con còn chưa từng đi. Lạc Lão Phu Nhân nhìn nàng một chút, hơn khinh thường, lúc trước vợ Lão Đại khi còn ở Cao gia làm khuê nữ, chắc chắn Dương Lão Phu Nhân không phát thiệp mời cho Cao gia, tuy Cao gia có tiền, nhưng thân phận địa vị bày ra đó, sao có thể nhận được thiệp mời của Dương Phủ. Sau đó Dương Lão Phu Nhân đến Kinh Thành 2 năm, năm ngoái mới lại về Nghiễm Lăng, trong mấy năm này Quy Chân Tam Uyển không tổ chức du yến, vợ Lão Đại tự nhiên cũng không có cơ hội, cuối cùng lần này cũng có cơ hội rồi. Ngươi mang thai 4 tháng, cần gì phải đi ra bên ngoài, Lạc Lão Phu Nhân. Nhìn bụng hơi nhô ra của Lạc Đại Phu Nhân, ngươi ở nhà dưỡng thân thể cho tốt đi. Mẫu thân, lần trước con cũng mang thai không thể tham gia du yến Dương Lão Phu Nhân tổ chức, nếu lần này lại bỏ lỡ. Lạc Đại Phu Nhân hơi không vui, đưa tay sờ bụng hơi nhô lên một cái, chỉ mới 4 tháng, con chú ý nhiều chút là được. Lạc Nhị Phu Nhân ở một bên cười nói, mẹ, để cho đại tẩu đi một lần, nàng chưa từng thấy náo nhiệt như vậy. Dầu gì cũng phải đi lộ cái mặt mới được, có thể không phải sao, đại tẩu ở nhà lâu bực bội cũng sẽ không thoải mái. Lạc Tam Phu Nhân cũng nhỏ nhẹ lên tiếng, mẫu thân, phụ nhân có thai, cũng cần đi ra ngoài một chút, tâm tư mới có thể mở rộng, đối với hài tử trong bụng cũng có lợi. Lạc Tam Phu Nhân có vài phần đắc ý, du yến này không thể thiếu phải khảo học, đến lúc đó để cho đại tẩu nhìn xem phồn nhi nhà mình thông minh lanh lợi cỡ nào. Mặc dù năm nay Lạc Tương Phồn chỉ có 4 tuổi, nhưng dưới sự dạy dỗ của Lạc Tam Phu Nhân, đã biết đọc Tam Tự Kinh, cũng học mấy vận luật nông cạn, có thể mở ra nói ra mấy câu nửa văn. Lạc Tam Phu Nhân hết sức đắc ý, luôn khen Lạc Tương Phồn có linh tú ngày xưa của nàng. Lạc Nhị Phu Nhân và Lạc Tam Phu Nhân quyết định để cho Lạc Đại Phu Nhân đi bêu xấu con gái thương hộ, vừa lên tiếng nói chuyện là có thể thấy thô bỉ toàn thân, sao có thể so với hai người bọn họ. Hai người nhìn lẫn nhau hết sức đắc ý, một nhánh châm vàng của Lạc Nhị Phu Nhân đung đưa lã chã vang vọng, trong lòng nàng cao hứng, cơ hồ quên mình chẳng qua chỉ là con gái nhà tiểu quan lại, mà cha Lạc Tam Phu Nhân chẳng qua là một phu tử trong quan học Nghiễm Lăng mà thôi. Lạc Đại Phu Nhân hồn nhiên không nghĩ tới hai vị chị em dâu đang tính toán nàng, mặt cười thành một đóa hoa. Mẫu thân, ngài nhìn, hai vị đệ muội đều nói muốn con cùng đi. Lạc Lão Phu Nhân liếc mắt nhìn Lạc Đại Phu Nhân, quả thực không phải người thông minh, có người tính toán nàng cũng không biết, chẳng qua Lạc Đại Phu Nhân thích tìm mất mặt, Lạc Lão Phu Nhân cũng không có vấn đề. Nàng đang suy nghĩ muốn cho người trong thành Nghiễm Lăng biết Lạc Đại Phu Nhân không tốt, để cho nàng đi bêu xấu cũng tốt, thế cơ mình bày ra có thể hạ xuống từng bước một. Hơn nửa tháng ba, ánh sáng ngày xuân rực rỡ, bên ngoài Quy Chân Tam Uyển đậu từng hàng xe ngựa, đủ loại màu sắc hình dạng, có cái rèm gấm vân cẩm tứ xuyên, có cái chỉ là màn trướng xanh lụa, có thể nhìn ra gia cảnh tốt xấu. Quản sự bà tử vườn đứng ở cửa cái, khuôn mặt tươi cười đón phu nhân tiểu thư các thiếu gia các phủ vào. Lão phu nhân ở bên khách sảnh đãi khách, xin đi theo lão bà ta. Lạc Đại Phu Nhân đi bên trái Lạc Lão Phu Nhân, một thân xiêm y màu đỏ, trên thêu hoa mẫu đơn bằng kim tuyến, chẳng qua là nơi bụng hơi nhô ra, để cho eo nàng to thêm vài phần. Lần đầu tiên nàng nhận được thiếp mời của Dương Lão Phu Nhân, trong lòng không khỏi cao hứng, đầu cũng ngẩng cao mấy phần. Dương Lão Phu Nhân không tôn tử tôn nữ đến tuổi kết hôn, nhiệt tình của nhà giàu Nghiễm Lăng vẫn không giảm bớt, đều nói thanh mai trúc mã có thể có nhân duyên sau này. Dương Lão Phu Nhân nhiều tôn tử tôn nữ như vậy, không chừng khi còn bé là có thể nhìn hợp mắt. Hơn nữa, Dương Lão Phu Nhân phát thiếp mờ, ai dám không nể mặt.
Quy Chân Tam Uyển cảnh sắc ưu mỹ, mình mang trẻ con đi theo, tạm thời đi chơi tiết thanh minh cũng tốt, huống chi nói không chừng thiếu niên ở nhà còn có thể gặp nữa tở hợp mắt. Trên đường mòn có rất nhiều người đang đi, làm váy tung bay, đủ loại màu sắc hình dạng, cạnh tương vẻ đẹp với đóa hoa đầu cành. Tương Nghi đi sau lưng Lạc lão phu nhân về phía trước, nàng căn bản không nghĩ đến thật không nghĩ đến Dương lão phu nhân lại đặc biệt phái người tới dặn dò, nhờ Lạc lão phu nhân mang Lạc đại tiểu thư theo, như vậy nàng cũng có một cơ hội. Nàng nhìn Lạc Tương Ngọc bên người, nàng ăn mặc phá lệ đẹp mắt, mặc một bộ y phục màu hồng anh đào, cực kỳ đúng mốt năm nay, thắt lưng thật cao quần nhu, da thịt như ngọc, nhìn rất tịnh lệ. Lạc đại phu nhân vì hôm nay cũng tốn khí lực lớn, ăn mặc cho Lạc Tương Ngọc và Lạc Tương Hồn từ đầu đến chân, vì để người thấy nàng có hai đứa con tốt biết bao nhiêu. Tương Nghi kéo xiêm y của mình, mặc dù Lạc lão phu nhân cũng làm quần áo mới cho nàng, nhưng vẫn không thể so sánh cùng Lạc Tương Ngọc. Bạc đều là của Lạc đại phu nhân, mình cũng không có lời gì mà nói, Lạc lão phu nhân có thể đưa thêm y phục cho mình là đủ rồi, cũng không nhất định phải nghĩ nhiều. Tương Nghi không để ý đến ánh mắt giễu cợt của Lạc Tương Ngọc, chẳng qua là lẳng lặng đi về phía trước, mặt trấn tĩnh, đắc thế đắc ý vó ngựa nhanh, nhưng người có thể đắc ý cả đời không? Lúc nhỏ sống thế nào không thể quyết định cả đời người. Tương Nghi nhớ lại lúc trước, với tranh hơn thua với Lạc Tương Ngọc chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, khó trách kiếp trước Dung đại phu nhân nói nàng hẹp hòi, quả nhiên là hẹp hòi. Dương lão phu nhân rất vui vẻ, tự mình mang theo tiểu thư, phu nhân các phủ ngắm hoa. Năm ngoái ta trồng giống hoa đào mới ở đây, năm nay sau khi nở hoa, nhìn quả nhiên không tệ. Mọi người nhìn theo chỉ tay của Dương lão phu nhân, người người kinh hãi, chỉ thấy trên cây kia tầng tầng hoa nở tùm, hoàn toàn không giống hoa đào thường ngày nhìn thấy, năm cánh, màu hồng phấn, trước nở hoa, sau ra lá, mà hoa đào trước mắt này, mỗi một đóa đều có mấy tầng cánh hoa, chồng chất lên nhau, hơn nữa đóa hoa cũng nở chật khít, trên nhánh cây một đám, cơ hồ nhìn không thấy thân cây màu đỏ. Dương lão phu nhân đúng là lợi hại, ngay cả hình dạng hoa đào cũng thay đổi. Lạc đại phu nhân tiến lên lấy lòng, khó trách mọi người khen Dương lão phu nhân là người thông minh. Dương lão phu nhân cười một tiếng, đảo mắt nhìn Lạc đại phu nhân, Lạc đại phu nhân, tự ngươi sống thông minh như vậy, hết lần này tới lần khác lại ủng hộ bà lão này, thật là làm cho lão bà ta xấu hổ. Lạc đại phu nhân há to mồm nhìn Dương lão phu nhân, kích động đến mức toàn thân cũng run lên. Dương lão phu nhân, ta, Dương lão phu nhân lại khen mình thông minh. Lạc đại phu nhân không thể tin chuyện này là thật, tay chân của nàng cơ hồ cũng không biết nên để ở đâu. Nếu Lạc đại phu nhân không thông minh, sao có thể vào Lạc phủ? Dương lão phu nhân cười hơi liếc mắt, nhìn Lạc đại phu nhân, hôm nay nàng làm du yến lần này, chính là muốn cho Tương Nghi chỗ dựa. Lần trước bảo trụ về nói Tương Nghi bị Lạc đại phu nhân đánh, Dương lão phu nhân suy nghĩ một chút, quyết định giáo huấn Lạc đại phu nhân. Chuyện này vốn hoàn toàn không liên quan đến bà, nhưng Dương lão phu nhân thấy Tương Nghi giống bà nhiều năm trước, cũng muốn giúp nàng nhiều một chút. Chuyện Lạc đại phu nhân đánh người quả thực rất kiêu ngạo, Dương lão phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng phải ra mặt cảnh tỉnh nàng, chẳng qua là việc nhà Lạc gia, Dương gia không tiện nhúng tay, chỉ có thể nói hàm ý như thế. Chuyện này, phải từ từ. Chỉ là thấy Lạc đại phu nhân cười thật vui vẻ, Dương lão phu nhân cảm thấy, mình nói quá thâm sâu rồi, không biết Lạc đại phu nhân có nghe hiểu ý tứ của mình không. Đều nói giao thiệp với người thông minh mệt mỏi, giao thiệp với người ngu xuẩn càng mệt mỏi hơn. Trên đất đào mấy lỗ lớn, bên trên đặt giá sắt, bên trong hang lớn để than củi, đốm lửa hồng hồng nhún nhảy, không có sương mù màu trắng bốc lên, dầu rơi xuống, phát ra tiếng vang, tê tê, đó là cái gì? Ánh mắt Lạc Tương Hồn tỏa sáng, chỉ một hàng giá kia, rất là tò mò. Bảo trụ cười nói, đây là giá thịt nướng, chúng ta có thể tự mình nướng thịt ăn. Nghe có đồ vật mới lạ, các thiếu gia tiểu thư trợn tròn mắt. Lạc Tương Ngọc xách váy chạy tới bên kia nhìn một chút, quay mặt lại nói, bảo trụ ca ca, người mau tới dạy chúng ta nướng thịt thế nào. Hữu Phúc đuổi sát theo, cô nương, cẩn thận một chút, y phục này là mới thay, còn chưa giặt qua, chớ để bị đốm lửa văng lên. Lạc Tương Ngọc ngồi xổm xuống, nhìn những hạ nhân kia dùng cặp gắp than lùa lửa than, ngọn lửa lạnh nhạt màu xanh nhạt nhảy không ra bên ngoài, mắt của nàng cũng không nháy nhìn một chút, sắp treo thịt lên rồi. Bảo trụ đi qua, kéo Lạc Tương Ngọc ra, bây giờ còn đang thả lửa than, ngươi sang bên cạnh đợi một chút, đợi một hồi để cho nha hoàn của ngươi giúp ngươi nướng, ngươi vóc dáng nhỏ, không với tới, cẩn thận đốt y phục. Lạc Tương Ngọc ngọt ngào cười một tiếng với bảo trụ ca ca, huynh thật là tốt. Bên cạnh giường đào có một hàng trúc làm thành lều, phía trên dùng rơm dạ làm đỉnh, bên dưới để một ít bàn ghế, các phu nhân ngồi thành đoàn,
nhìn các thiếu gia tiểu thơ nắm cái kìm trên giá đùa bỡn nướng thịt, dầu từng giọt rơi xuống lửa, ngọn lửa đột nhiên nhảy lên cao, tạo ra một trận kinh hô một chàng thốt lên, nhìn xem, sao phải tự mình động thủ, sao không để nha hoàn bà tử làm. Lạc đại phu nhân nhíu mày một cái, chẳng lẽ các nàng đều thành chủ tử sao? Dương nhị phu nhân cười một tiếng, đi ra du ngoạn, phải tự mình động thủ mới có ý tứ. Trong lòng nàng có vài phần đắc ý, mặc dù bảo trụ mới hơn 8 tuổi, nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác. Thỉnh thoảng ở bên này hỗ trợ gầy gầy lửa than, lại qua bên kia giúp quét gia vị. Rất ra dáng chủ nhân, chăm sóc những thiếu gia tiểu thư kia hết sức chu đáo. Lạc Tương Ngọc đi theo bên người bảo trụ đi tới đi lui. Hình như hôm nay nàng quyết định phải dính chặt bảo trụ, nửa bước cũng không cách. Bảo trụ ca ca, huynh giúp ta quét dầu đi. Bảo trụ ca ca, thịt kia sắp rơi. Nàng kiêu ngạo nhìn thiếu gia tiểu thơ mấy phủ bên cạnh một chút, ngẩng đầu lên thật cao, tam thiếu gia Dương phủ là biểu huynh của nàng. Tương Nghi đứng cạnh một đám lửa, tờ tờ nướng mấy khối thịt, Liên Kiều cảm thấy mới lạ, ngồi xổm một bên giúp nàng lật qua lật lại mấy khối thịt kia. Cô nương, sao ngài biết phải nướng những thứ đó như thế, khi nào phải lật lại, khi nào cần quét dầu phết gia vị đều biết. Lần trước ta tới Dương phủ chúc Tết, biểu thiếu gia nói cho ta biết cách nướng chim sẻ, nướng thịt này cũng là như vậy. Tương Nghi thận trọng dùng cái kìm kẹp thịt, nhẹ nhàng lật nó lên, thịt kia đã nướng thành màu đỏ thẫm, lại nướng một lần thì sẽ ăn được, không sai, đúng là nướng như vậy. Tương Nghi thật thông minh, bảo trụ đi tới sau lưng Tương Nghi, gật đầu liên tục, không khác nướng chim sẻ kia lắm. Lạc Tương Hồn chạy tới, nhìn thịt Tương Nghi nướng một chút, đưa tay phải cướp lấy cái kẹp của nàng, cho ta lấy tới nướng. Liên Kiều vội vàng đứng lên ngăn trước Tương Nghi. Nhị thiếu gia, đây là cô nương chúng ta thật vất vả mới nướng thành như vậy, sao ngươi có thể chạy tới cướp, nhanh đi nướng của mình, cần ngươi lắm mồm. Lạc Tương Hồn trừng mắt nhìn Liên Kiều một cái, chạy qua Tương Nghi, mau mau đưa cho ta, thịt của ta đều nướng khét. Tương Nghi thở dài một cái, tại sao Lạc Tương Hồn luôn muốn gây họa cho mình, cuối cùng mình đắc tội hắn lúc nào, thịt nướng này cũng chỉ là mấy khối thịt thôi, hắn cầm đi rồi, mình nướng một lần nữa là được. Chung quy mình không thể trở mặt với hắn trước mặt đông đảo quần chúng vì mấy khối thịt. Ngươi chờ một chút. Tương Nghi gõ cái kim ở trên giá một cái, đang chuẩn bị đưa cho Lạc Tương Hồn, lại thấy bảo trụ xuất thủ. Từ nhỏ bảo trụ đã đi theo Dương lão thái gia học công phu, không phải học uổng công. Hắn tóm Lạc Tương Hồn vào trong tay, như diều hâu vồ gà con. Lạc Tương Hồn kinh hãi vẫy tay kêu to, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra. Các phu nhân ở bên kia vốn đang cười cười nói nói, thấy bên này làm ồn náo loạn lên, mau chóng bảo bà tở qua nhìn. Lão phu nhân hỏi đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, thịt nướng nướng rất tốt, sao lại làm ồn như vậy. Bảo trụ nắm Lạc Tương Hồn quăng qua một bên, hắn có chỗ của mình, làm gì tới gần Tương Nghi muội muội như vậy. Hắn vì phòng ngừa hai người Lạc Tương Ngọc, Lạc Tương Hồn khi dễ Tương Nghi, đặc biệt bảo bọn họ an bài tách ra thật xa, không nghĩ đến cuối cùng Lạc Tương Hồn vẫn dán qua, thật là bám dai như đỉa. Lạc Tương Ngọc bị dọa sợ đến trên mặt có nhiều chút biến sắc, lôi kéo y phục Lạc Tương Hồn, ca ca, chúng ta để bọn hữu phúc nướng cho chúng ta, đừng nữa tìm thứ xui xẻo Lạc Tương Nghi kia. Hờ, các ngươi là cố ý tìm chết. Bảo trụ nắm chặt lỗ tai Lạc Tương Hồn, tuổi tác còn nhỏ đã có tâm tư ác độc như vậy. Nếu không phải các ngươi là biểu đệ biểu muội ta không thể không đánh các ngươi một trận. Quản sự bà tở ở một bên cười, tam thiếu gia, người tới là khách, ngài cũng đừng quá hung dữ. Nhìn Lạc Tương Ngọc và Lạc Tương Hồn, thấy hai người ngược lại dáng vẻ sống tốt, nhưng không biết vì sao lại nhàm chán như vậy. Nghĩ tới thân thế của Lạc đại phu nhân kia, cũng bình thường trở lại. Lạc nhị thiếu gia, Lạc nhị tiểu thư, hai người các ngươi theo ta tới, lão bà tở nướng mấy khối thịt cho các ngươi. Bảo trụ buông lỏng tay, Lạc Tương Hồn ngã sang một bên đi, gã sai vặt mau chóng tiến lên đỡ, mang hắn đi qua một bên. Tương Nghi quay mặt lại, khẽ thở dài một hơi, việc này thật là chật vật. Ở nhà khó khăn, ra ngoài cũng khó khăn, có lẽ bát tự của mình và mấy người bọn họ không hợp, đi tới đâu thì xung khắc tới đó. Tương Nghi, muội đừng cúi đầu trước hắn. Bảo trụ ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nhận lấy cái kìm trong tay Tương Nghi, giúp nàng chở miếng thịt tới, muội càng nhượng bộ, hắn xe bốn càng đắc ý. Tương Nghi cười gật đầu một cái, muội biết, nhưng đang ở bên ngoài, dù sao cũng phải nghĩ đến mặt mũi của Lạc phủ chúng ta. Một đám thiếu gia tiểu thư Lạc gia đi ra du xuân, lại ồn náo loạn lên, nào có huynh hữu đệ cung, ta sợ người khác nói ra phong Lạc phủ, sợ tổ mẫu bị người nghị luận, ta không biết phải làm sao đành nhân nhượng hắn. Bảo trụ nhìn Tương Nghi một cái, lắc đầu một cái, như vậy cũng không phải là phương pháp tốt, cần phải có ý khác mới được, như vậy dĩ nhiên không phải là phương pháp,
Nhưng bây giờ tạm thời mình còn không thể xích mích với Lạc Phù, ít nhất phải đợi nàng lấy ra một ít ngân lượng đầy đủ, cánh cứng cáp rồi, mình lại bắt đầu bảo vệ đồ vật của mình. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, đúng là trái tim đang bay nhảy của Tương Nghi, nàng quay mặt lại thở dài một cái, đa tạ bảo trụ ca ca, tự muội sẽ nghĩ ra phương pháp. Muội đừng có chuyện gì cũng giấu trong lòng, nên tìm mấy người giúp muội nghĩ cách. Không phải Phương Ma Ma từng cảnh cáo muội như vậy sao? Mẫu thân của ta nói cô mẫu đã qua đời là người tốt, nói muội không nên bị bọn họ ngược như vậy. Bảo trụ nhìn Lạc đại phu nhân bên kia rồi mở miệng, hơn nữa, lúc ra mẫu đi còn đặc biệt dặn dò huynh, muốn huynh chăm sóc muội nhiều một chút. Muội nhìn xem, nhiều người quan tâm muội như vậy, sao muội cứ một mình chịu đựng khổ sở? Ánh mắt của bảo trụ tỏa sáng lấp lánh, Tương Nghi nhìn thấy ấm lòng một trận. Đột nhiên nàng không thấy tình cảnh của mình thật đáng buồn, dù sao vẫn có nhiều người giúp nàng như vậy. Nhàn nhạt cười một tiếng, bảo trụ ca ca, đa tạ huynh, đa tạ cô mẫu, đa tạ gia mẫu, cảm ơn cái gì, chúng ta không phải thân thích sao, dĩ nhiên phải chăm sóc. Bảo trụ vỗ một cái ngực nhỏ, cười mở nói, có chuyện gì muội nhất định phải tới nói cho ta biết. Liên Kiều đứng ở bên cạnh nghe, trong lòng cảm kích, vị biểu thiếu gia này thật là được, chỉ xem cô nương là thân thích. Nhị thiếu gia và nhị tiểu thơ cũng không phải là thân thích của hắn đâu. Nàng rất là sung sướng, cũng không nói ra lời này, dùng cái kìm lật thịt lại. Cô nương, mấy khối này nướng xong rồi, ngài nếm thử một chút xem. Sao? Tương Nghi nhìn thịt kẹp trong khay một chút, lại hơi liếc nhìn Trúc Liều xếp hàng kia, bưng cái mâm đứng lên, ta đi đưa cho tổ mẫu và Dương lão phu nhân. Mùi thơm đậm đà theo gió thổi qua, chui vào lỗ mũi mọi người, loại mùi thơm này dễ ngửi không nói ra được. Hình như có thể khiến người ta mọc ra từ trong đầu mấy tay nhỏ bé chân, cứ quấy nhiễu, hận không thể nếm nếm mùi vị thịt nướng kia. Các phu nhân ngồi ở bên cạnh bàn vừa nói chuyện, vừa nhìn sang phía đống lửa, thấy bên kia hô to gọi nhỏ, giống như hết sức sung sướng, mọi người bật cười. Nếu không phải Dương lão phu nhân thương yêu, cũng khó một ngày rảnh rỗi như vậy. Khóe miệng Dương lão phu nhân lộ ra một nụ cười châm biếm, mỗi ngày ngồi trong phủ, không tránh khỏi nhãn giới hạn hẹp, đi lại nhiều một chút, chung quy là tốt. Bên ngoài trời cao đất rộng, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, tốt hơn cứ ngồi ở nhà nhiều. Nếu chúng ta có quy chân tam uyển như Dương lão phu nhân, chúng ta cũng muốn mỗi ngày đi ra đi đi lại lại. Có vị phu nhân vội vàng nịnh nọt, chúng ta mua vườn chỉ lớn bằng bàn tay, đi mấy bước chỉ thấy tường rào, quanh đi quẩn lại cũng lạ không có ý nghĩa, còn không bằng tiếp tục ngồi trong phủ. Cũng không hẳn, không phải mỗi người cũng có thể sống thú vị như Dương lão phu nhân. Lạc tam phu nhân ở một bên có cơ hội, cười tủm tỉm mở miệng. Thịt trên mặt chen đến một cái nơi, đây trình chỗ khác nhau của mỗi người, hâm mộ. Không hết, cái gọi là phúc tuệ song tu, cũng chỉ có Dương lão phu nhân mới có thể có. Đang nói náo nhiệt, chỉ thấy một người tới, trong tay bưng một cái mâm, tổ mẫu, Dương lão phu nhân, Tương Nghi nướng mấy miếng thịt, cầm tới mời hai vị trưởng giả hưởng dụng. Mong tổ mẫu và Dương lão phu nhân đừng chê Tương Nghi nướng không được tốt. Thiếu gia tiểu thư nhà ai không phải nướng thịt xong thì nhét vào trong miệng mình. Không nghĩ tới vị Lạc đại tiểu thư này lại còn lễ độ như vậy, đưa thịt nướng tới. Hai người Lạc nhị phu nhân và Lạc tam phu nhân nhìn bóng lưng Tương Nghi, trên mặt hơi hơi thay đổi, trong lòng hối tiếc, sao mình không dặn dò con trai con gái đến lấy lòng khoe tài. Lạc lão phu nhân nhìn Tương Nghi nâng cái mâm đứng ở đó, thái độ cung kính, trong lòng vui mừng, cháu gái này thật đúng là linh xảo, trong nhiều người như vậy, chỉ có nàng còn nghĩ việc này. Tương Nghi, sao ngươi không có tự ăn, còn bưng tới? Lạc lão phu nhân quyết định phải để cho Tương Nghi lộ vẻ tốt đẹp đại tiểu thư Lạc Phù, năm nay mới 7 tuổi, hiền thục săn sóc, biết hiếu kính chi đạo. Tổ mẫu, ta cũng đọc 2 tháng sách ở tập học Dương Thị, Hoàng Nương Tử thường dạy chúng ta, chăm sợ hiếu làm đầu, phải biết hiếu kính trưởng bối. Tương Nghi nướng chín thịt, tự nhiên không dám chuyên dùng, trước phải hiến tặng cho tổ mẫu và Dương lão phu nhân. Tương Nghi để cái mâm lên bàn, dùng đáo chúc gắp một miếng thịt, tổ mẫu nếm, thở xem, ai biết thịt này ngươi có nướng chín không, cũng không biết có đổ bẩn không gì không. Lạc đại phu nhân trầm mặt, hai lông mày nhíu đến một nơi, không sạch sẽ, cũng không biết ngại mà lấy ra bêu xấu, còn không mau mau mang những thứ này đi. Các phu nhân bàn bên cạnh lấy làm kinh hãi, dương mắt nhìn Lạc đại phu nhân, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn Lạc đại phu nhân chăm chú. Ngồi trên bàn này, đều là người sống trong hậu viện hơn nửa đời, đã sớm ngộ ra được trước mặt và sau lưng người khác phải có dáng vẻ khác nhau. Dù trong lòng mình ghi hận người nào, trong miệng không thể nói ra, chẳng qua là trong tối mượn miệng người khác chê nàng, căn bản không giống Lạc đại phu nhân trực tiếp biểu đạt ra chán ghét và khinh thường của mình. Người nào không biết vị đại phu nhân này của Lạc gia Nhiễm Lăng là vợ kế. Tất cả mọi người im lặng, ánh mắt lộ ra thần sắc xem kịch vui.
mẫu thân, thịt này là bảo trụ ca ca cùng nương với ta. Tương Nghi cúi đầu hạ mắt, cung cung kính kính trả lời, chúng con dùng dao nhỏ cắt một khối thử mùi vị rồi, quả thật đã chín. Vậy sao ngươi dám nói mới nướng xong lập tức tặng cho tổ mẫu ngươi và Dương lão phu nhân hưởng dụng? Ngươi làm bộ làm tịch thế này, muốn nịnh nọt ai? Một tay Lạc đại phu nhân đặt trên bụng, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Tương Nghi, trong lòng phẫn hận không dứt. Tiểu kế nữ này, sao lại nghĩ ra được phương pháp đầu cơ trục lợi này, để thể hiện trước mặt mọi người? Giờ phu nhân của các cao môn đại hộ trong thành Nhiễm Lăng đều ở đây, không nhiều thì ít cũng sẽ nhớ Lạc đại tiểu thư nhu thuận hiếu thuận này, thanh danh của nàng bay ra ngoài, sau này lập gia đình coi như dễ dàng. Mình không muốn nàng gả cho người tốt, không hy vọng nàng gả tốt hơn Ngọc Nhi của mình. Tâm trạng của Lạc đại phu nhân vô cùng phiền não buồn rầu, hách mũi nói, ngươi mau mau bưng mâm đi, chớ có tới đây để cho người ta thấy mà chê cười. Nét mặt Lạc lão phu nhân nặng trĩu, trong lòng quả thực không thích, vợ lão đại quá không thấu tình đạt lý. Trong phủ thì nàng làm ầm ĩ thế nào cũng không sao, ra khỏi nhà, dù sao cũng phải nghĩ đến danh tiếng Lạc phủ, chẳng lẽ nàng sợ cho người ta không biết mẹ kế như nàng này làm không tốt đẹp gì. Trước mặt nhiều người như vậy mà đối nghịch với kế nữ, chẳng lẽ rất vinh dự sao? Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại nghe Dương lão phu nhân mở miệng, ta lại cảm thấy thịt này ngửi mùi rất thơm, dù không nương chín, cũng một phần tâm ý của Lạc đại tiểu thư. Lạc đại tiểu thư, ngươi đưa đũa trúc cho ta nếm thử xem. Tương Nghi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy mặt mũi hiền lành của Dương lão phu nhân. Dương lão phu nhân cười, chân thành hơn tổ mẫu không biết bao nhiêu. Mỗi lần Tương Nghi thấy Lạc lão phu nhân, luôn cảm thấy mỗi một lần cười bà đều phải cân nhắc rất lâu, đắn đo được chỗ tốt thích hợp, lúc nào nên cười thế nào, nên cười bao lâu, như là dùng cân cân xong. Nhìn hai nếp nhăn bên mép bà, Tương Nghi một chút cũng không cảm thấy thực tâm của Lạc lão phu nhân, mà mỗi lần thấy Dương lão phu nhân, Tương Nghi hết sức thoải mái, đứng trước mặt bà, như mình đã bỏ đi ngụy trang, có thể dễ dàng đối mặt, mặc kệ mình ở trạng thái nào, cũng có thể không giữ lại mà biểu hiện ra. Ừ, thịt này nướng thật là ngon, vừa đúng, không già cũng không non. Lạc lão phu nhân, ngươi cũng tới nếm thử đi. Ngươi đúng là có một cháu gái thân thiết, khiến ta nhìn mà trong đầu yêu. Dương lão phu nhân đẩy mâm sang chỗ Lạc lão phu nhân, tay nghề này, có thể so với nữ đầu bếp rồi. Lúc này trong lòng Lạc lão phu nhân mới ổn định lại, gắp một miếng thịt nếm nếm, nụ cười mặt đầy, quả nhiên ăn rất ngon. Tuy bà tán Dương Tương Nghi, nhưng trong lòng chỉ muốn quá ma má mau mau đưa một ly trà tới. Bà liếc Dương lão phu nhân một cái, thấy bà giống như một chút cũng không thấy mặn, thầm ngạc nhiên trong lòng, chẳng lẽ Dương lão phu nhân thích ăn mặn, sao giống như không có việc gì vậy, thịt này mặn như vậy, bà cũng dám khen ăn ngon. Lạc lão phu nhân, cháu gái này của ngươi nhu thuận như vậy, hay để cho nàng đến chỗ lão bà ta chơi ít ngày, thế nào? Dương lão phu nhân vẫy vẫy tay với Tương Nghi, tỏ ý bảo nàng đi qua, mặc dù ta có mấy đứa cháu gái, nhưng nhu thuận lanh lợi như vậy, lại không có đứa nào cả gan muốn mượn người của Lạc lão phu nhân. Lão phu nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng bị dáng vẻ kia của nàng lừa. Lạc đại phu nhân vừa vội vừa tức, Lạc Tương Nghi này có gì tốt, lại được Dương lão phu nhân coi trọng, còn muốn đưa nàng đến Dương phủ chơi mấy ngày, làm sao có thể? Muốn lưu lại cùng Dương lão phu nhân, nên là Ngọc Nhi của nàng mới đúng. Thế nào? Dương lão phu nhân nhướng lông mày một chút, chẳng lẽ Lạc đại tiểu thư không phải là một người khôn khéo? Nàng biết điều chỗ nào? Một tay Lạc đại phu nhân chỉ Tương Nghi, nổi giận đùng đùng nói, Dương lão phu nhân, ngươi không biết đâu, lúc trong phủ nàng thường xuyên mạnh miệng với ta, không có nửa phần kính trọng, cũng không yêu thương đệ muội. Ngọc Nhi và Hồn Nhi của ta thường xuyên bị nàng khi dễ nói không ra lời. Dương lão phu nhân kinh ngạc, ngươi là mẫu thân của nàng, chẳng lẽ không dạy dỗ nàng thật tốt hay sao? Lạc đại phu nhân bị câu nói này chặn họng, thật lâu không hồi phục, đỏ mặt nói ra một câu, ta lại không phải mẹ đẻ của nàng, quản nàng không được. Dương nhị phu nhân bên cạnh đứng lên, đi tới bên người Lạc đại phu nhân, đưa tay vỗ nàng, đại tẩu, ngươi cần gì phải tức giận như vậy, cho dù Tương Nghi không nhu thuận, cũng chỉ là một đứa bé, ngươi so đo với nàng làm chi? Mấy ngày trước ta nghe bảo trụ nói, ngươi nặng nề trách phạt Tương Nghi, mặt nàng thiếu chút nữa bị hủy, đây là tội gì? Các phu nhân liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một tia mỉm cười, chuyện Lạc đại tiểu thư bị mẹ kế ngược đãi, mấy ngày này đã có lời đồn đãi trong thành Nhiễm Lăng, hôm nay Dương nhị phu nhân nói như vậy, tất cả mọi người càng biết rõ trong lòng, Lạc đại tiểu thư trước mặt nhu thuận lanh lợi, có chỗ nào là xảo trá tinh quái, cũng chẳng qua là Lạc đại phu nhân tìm cớ mà thôi. Mọi người nhìn Lạc đại phu nhân cũng hơi khinh thường, con gái thương hộ dù sao cũng là con gái thương hộ, kiến thức thiển cận lại làm người cay nghiệt, kế nữ này phiền nàng
cái gì, cứ bỏ mặc cho nàng lớn lên, nhiều nhất cho một bộ gương rồi gả nàng ra ngoài là xong, cần gì phải tính toán chi lý như vậy. Nói tới nói lui, chắc là từ nhỏ chịu gia phong ảnh hưởng, mới tính toán chi ly. Các vị phu nhân nghĩ đến xuất thân của Lạc đại phu nhân, người người nháy nháy mắt khẽ cười. Ta, Lạc đại phu nhân nghe lời này của Dương nhị phu nhân, hơi không nén giận được, ai bảo nàng không cho hồn nhi diều, còn hại hồn nhi ngã vào trong bùn, không biết chăm sóc đệ đệ như vậy, phải giáo huấn nàng một phen, để cho nàng nhớ lâu một chút mới được. Tức giận nói xong hai câu này, Lạc đại phu nhân cảm thấy mình sắp không thở nổi. Xoa xoa ngực, buồn hoảng, đại tàu, giờ ngươi cũng có thai, còn phải bận tâm chuyện của con gái, quả thực là làm khó ngươi. Dương nhị phu nhân cười đặt tay trên vai Lạc đại phu nhân, nếu tương nghi gây rắc rối như vậy, nên quản thúc thật tốt, chẳng qua là đại tàu có dáng vẻ này, sao có thể phân tâm để ý. Nàng, đừng tức giận làm hỏng thân thể của ngươi, không bằng để cho tương nghi đến Dương phủ chúng ta một thời gian, để mẫu thân của ta ước thúc nàng thật tốt. Chờ ngươi bình phục rồi về Lạc phủ, không phiền Dương lão phu nhân bận tâm. Lạc đại phu nhân dùng rằng nói một câu, nhưng lại bị Dương lão phu nhân tiếp lời. Không bận tâm, vừa lúc ta ở trong nhà nhàn rỗi, Lạc đại tiểu thư tới, vừa vặn có thể đi theo ta, mấy đứa cháu gái của ta cũng nhiều một người bạn chơi. Cùng, Dương lão phu nhân dạy dỗ người chắc chắn sẽ không sai. Có một vị phu nhân cười lên tiếng, giờ Dương đại lão gia cũng làm quan lớn ở kinh thành, Dương nhị lão gia, Dương tam lão gia cũng lập tức sẽ đến kinh thành. Gả con gái đến Dung gia cũng là một người được khen ngợi tán dương, ngưng miệng không được. Hôm qua ta mới nghe phu quân ta nói đến một chuyện lạ, đại thiếu gia Dung gia Giang Lăng, Dung gia Mậu còn chưa tới 8 tuổi tham gia đồng sinh lại thi đậu tú tài. Phu nhân học chính nói đến mặt mày hớn hở, phu quân ta nói chỉ sợ là tú tài trẻ tuổi nhất Đại Chu, Dung đại thiếu gia. Có người kinh hô lên nhất thanh, đó không phải cháu ngoại Dương lão phu nhân sao? Dương lão phu nhân thật là có cách dạy con. Không chỉ trong nhà hưng vượng phát đạt, ngay cả con gái gả ra ngoài, cũng nghi ra nghi thấy. Phu nhân học chính nhìn Lạc lão phu nhân mị mị cười. Lạc lão phu nhân, nếu Lạc đại tiểu thư có thể được Dương lão phu nhân đích chỉ điểm, chỉ sợ sau này vào cung làm nương nương cũng có thể. Lạc lão phu nhân cười nói, cũng không phải như vậy. Chẳng qua ta ngược lại không mong nhà nghi nha đầu chúng ta có tạo hóa bao lớn, đời này bình an là tốt. Tương nghi đứng khoanh tay ở đó, quy quy củ củ nghe mọi người châu đầu ghé tai, nhưng trong lòng kinh ngạc vạn phần. Gia Mậu thi đậu tú tài, thật là không tưởng tượng nổi. Kiếp trước Gia Mậu không thích đọc sách chút nào, chỉ thích gảy bàn tính. Sau đó Trường Ninh Hầu Phủ dọn đến chín kinh thành, Thái Hậu Nương Nương cảm thấy Trường Ninh Hầu Phủ không thể chỉ mở Kim Ngọc Phường, trong phủ không có một người theo sĩ đồ. Lúc này Dung Lão Thái Gia mới buộc Gia Mậu đi Quốc Tử Giám đọc sách. Gia Mậu là một người thông minh, hắn đọc sách trong Quốc Tử Giám một năm thì trúng tuyển thi hương. Năm thứ hai chúng cống sĩ trong kỳ thi mùa xuân, khi thi đỉnh lại là kim bảng đề danh, đậu tiến sĩ, không ít thư sinh đọc sách cả đời. Muốn thi đậu cử nhân cũng rất khổ cực, chẳng qua tương nghi cảm thấy hơi khó hiểu. Gia Mậu không nên tham gia thi đồng sinh lúc này hắn, nên toàn tâm toàn ý đi theo Dung đại gia và Dung đại phu nhân làm ăn, sao lại đi thi đậu tú tài? Chẳng lẽ tất cả đều đã biến hóa? Tương nghi ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn bốn phía một cái, cho dù tất cả đều biến hóa, nhưng nàng vẫn có số phận như cũ, mẹ khó sinh mà chết, mẹ kế dồn ép không tha, tổ mẫu cũng không tốt bao nhiêu với mình. Trước mặt mình là tường viện nặng nề, nhốt nàng vào trong, không tìm được đường ra ngoài. Nghi nha đầu, ngươi đến Dương phủ phải nghe lời, đừng gây phiền toái cho Dương lão phu nhân, biết không? Lạc lão phu nhân cười nhìn Tương Nghi, trong lòng đắc ý, xem ra mình tính toán không thất bại. Nghi nha đầu là một đứa đáng đào tạo, dù là thiếu gia Dương gia hay là thiếu gia Dung gia, chỉ cần leo lên một người trong đó, Lạc phủ sẽ vững vững vàng vàng không ngã. Dạ, Tương Nghi cần tuân tổ mẫu dạy bảo. Tương Nghi thấp giọng trả lời một câu, trong lòng nhảy nhót, chỉ cần có thể ra khỏi Lạc phủ luôn là sung sướng. Lạc đại phu nhân bên kia sắc mặt càng ngày càng tệ, ánh mắt nhìn về trước tìm kiếm, mơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, khắp nơi đen kịt. Hôm nay lần đầu tiên nàng lấy thân phận đại phu nhân Lạc ra để đi dự dụ yến Dương gia, vốn còn muốn nở mày nở mặt biểu diễn trang phục của mình một phen, thật không nghĩ người người không nhìn đồ trang sức của nàng, lại nhìn chăm chú xuất thân của nàng. Mình và nha đầu chết tiệt kia cãi cọ mấy câu, không chỉ không khiến Dương lão phu nhân thay đổi cái nhìn, ngược lại mình còn bị phu nhân tiểu thư xung quanh cười nhạo, cả chuyện đánh Tương Nghi cũng bị Dương nhị phu nhân lôi ra. Trong lòng Lạc đại phu nhân nóng nảy một hồi lâu, chỉ cảm thấy ngực phát hoảng, cũng sắp thở không nổi nữa. Vợ lão đại, ngươi không thoải mái hả? Nhanh về nghỉ ngơi đi. Lạc lão phu nhân
thấy Lạc đại phu nhân ngồi ở đó, dáng vẻ bất an, ngược lại cũng quan tâm, ngươi có thai, vốn không nên ra ngoài. Hoàng ma ma và bà tử vội vàng đỡ Lạc đại phu nhân dậy, phu nhân chúng ta về thôi, ai, con dâu của ta. Lạc lão phu nhân lắc đầu một cái, trên mặt lộ vẻ tiếc hận, Cao gia đúng là làm hơn nàng rồi, những phu nhân đang ngồi cũng cười một tiếng, cúi đầu nghị luận, Dương lão phu nhân bất động thanh sắc liếc Lạc lão phu nhân, không nói gì, nhưng trong lòng, không ngừng tính toán. Đến mùa xuân, trong vườn Dương gia khắp nơi đều là phong cảnh xinh đẹp, trong không khí có một loại hương thơm, mùi cỏ xanh lẫn với mùi hoa, làm say lòng người. Tương Nghi đứng dưới bụi hoa, lấy tay nâng nhánh hoa lên rồi ngửi một cái, thở ra một hơi thật dài, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Sau hôm du xuân, nàng lập tức đi theo Dương lão phu nhân về Dương phủ, ở phía đông chủ viện. Lạc lão phu nhân đưa cả Liên Kiều và Lưu ma ma tới, đừng để cho nha. Hoàn bà tử Dương phủ phải bận tâm, đi hầu hạ đại tiểu thư cho tốt. Lưu mụ mụ một lát cũng không nỡ rời Tương Nghi. Nghe lời này của Lạc lão phu nhân, trong lòng tự nhiên rất vui vẻ, vội vàng thu thập bọc nhỏ đựng y phục rồi qua Dương phủ, thấy Tương Nghi ăn mặc thật xinh đẹp hầu hạ bên người Dương lão phu nhân, ánh mắt híp thành một kẽ hở, Dương lão phu nhân giống y như Bồ Tát vậy. Cô nương chúng ta cũng thành ngọc nữa đi theo bên người Bồ Tát rồi. Thời gian sống ở Dương phủ tốt hơn ở Lạc phủ gấp trăm lần nghìn lần, không phải Lưu ma ma cố ý nịnh nọt Dương gia, mà sự thật là như thế. Đi tới trong vườn Dương gia, nhìn hoa hoa thảo thảo trong veo như nước, trong lòng cũng thoải mái, không nói tới Dương lão phu nhân nụ cười như cúc kia đối xử rất tốt cô nương nhà mình. Dương lão phu nhân mua cho Tương Nghi mấy bộ y phục ở phường thêu nổi tiếng, để cho Liên Kiều qua lấy. Lạc đại tiểu thư nể mặt đi theo bà lão này, dù sao cũng phải cho ít tạ lễ trước mới đúng. Chuyện này cũng là đột nhiên quyết định, cho nên chuẩn bị vội vàng, cũng không biết hợp thân thể Lạc đại tiểu thư không, cầm thử trước một chút, nếu không được, lại mời thêu nương tới đo làm lần nữa. Y phục đưa tới quả thực vừa người, Tương Nghi siết chặt y phục kia, trong lòng hiểu rõ, Dương lão phu nhân đâu phải lâm thời mua cho nàng, rõ ràng đã sớm chọn xong, vóc người này, không dài cũng không ngắn, vừa vặn, cả kiểu cũng là đúng mốt nhất. Cô nương, hình như chúng ta tới hơi sớm. Liên Kiều hơi mê mẩn nhìn tiền đường, bên đó chỉ có mấy nha hoàn đang dọn dẹp, nhưng không thấy bóng dáng của các tiểu thư, phu nhân Dương phủ. Một góc tiền đường có một chiếc đồng hồ cát chảy đứng thẳng, Tương Nghi cẩn thận nhìn. Quả thật đã đến giờ Mão, nhìn thêm chút nữa sắc trời bên ngoài cũng đã sáng lên, mông mông một mảnh màu trắng bạc ở trên trời phía đông, đè lên một đường màu vàng kim nhàn nhạt, nha hoàn quét dọn ở cửa thấy Tương Nghi, cười một cái, vì sao Lạc đại tiểu thư thức dậy sớm như vậy? Tương Nghi vội vàng trả lời, ta nghĩ rằng đến thỉnh an lão phu nhân. Nha hoàn kia cười khoát tay nói, trong phủ chúng ta phải đến thần thì sơ khắc mới có các thiếu gia tiểu thư phu nhân tới đây. Lão phu nhân nói mùa xuân là thời gian ngủ, để cho bọn họ mỗi ngày ngủ thêm một chút, đừng tới quá sớm, lát nữa Lạc đại tiểu thư còn phải đi tập học, không cần thỉnh an lão phu nhân, hãy chuẩn bị đi học đi. Chuyện thỉnh an vấn an này càng tới sớm càng thể hiện lòng thành, không nghĩ tới Dương lão phu nhân lại khác nhà khác. Tương Nghi nhìn bên trong tiền đường, mấy nha hoàn đang cầm rẻ lau lau bàn, mộc đàn màu đen bị lau đến bóng loáng, lóe lên ánh sáng màu tím đậm, giống như đang chuyển động, trong lòng Tương Nghi cả kinh, hóa ra đây là gỗ tở đàn, lần trước mình tới lại nhìn thành hắc đàn, là nhìn lầm rồi. Mang theo Liên Kiều đi viện của Dương lão phu nhân, Ngọc Trúc đứng trên hành lang cười khoát tay một cái, Lạc đại tiểu thư, ngài đi đọc sách đi, sáng sớm lão phu nhân đã thức dậy đi qua vườn hoa, không có ở đây. Tương Nghi đứng ở cửa lắng nghe, bên trong một chút tiếng vang cũng không có, biết Ngọc Trúc không nói nói láo, thở dài một cái, còn muốn thỉnh an Dương lão phu nhân, bà cũng không cho ta cơ hội. Không việc gì không việc gì, ánh mắt Ngọc Trúc cong cong, lão phu nhân chúng ta là như vậy, sáng sớm bà và lão thái gia đã đi ra. Ngoài, lão thái gia phải xem các thiếu gia luyện quyền cước, lão phu nhân phải đi loay hoay hoa hoa thảo thảo của bà, có rất nhiều chuyện, Lạc đại tiểu thư. Ngài nhanh đi dùng đồ ăn sáng, đợi một hồi xe ngựa sẽ tới. Tương Nghi có vài phần phiền muộn, lại có vài phần vui mừng. Bọn hạ nhân trong Dương phủ này, mỗi người đều nhiệt tình như vậy, hoàn toàn khác với những nha hoàn bà tử kia của nhà mình. Xem ra có chủ tử thế nào thì có người làm thế ấy, lời này thật không giả. Ngọc Trúc kêu một nha hoàn tới. Ngọc Mai, ngươi mang Liên Kiều đi phòng bếp bưng cơm tới cho Lạc đại tiểu thư. Sau khi dùng qua đồ ăn sáng thì đi tập học, trong Dương phủ ngoại trừ Bảo Trụ, còn có Bảo Lâm tam phòng năm nay cũng đi tập học. Thấy Tương Nghi từ trong viện đi ra, Bảo Lâm vội vàng chạy tới, Tương Nghi tỉ tỉ, chờ tỉ một lúc lâu rồi. Hai người tay trong tay hôn nhẹ một chút mới đi tới cửa hông, xe ngựa của Dương phủ đã chờ sẵn, hai người mới lên xe, lập tức nghe bên kia chuyển tới một tiếng gào thét, tứ muội muội.
Tương Nghi muội muội, các muội chờ huynh. Tương Nghi giơ cao rèm nhìn một cái, chỉ thấy Bảo Trụ cưỡi một tiểu mã chạy vội tới bên này, tiểu mã kia toàn thân trắng như tuyết, hình như không có một sợi nào tạp màu, phối hợp với yên ngựa màu vàng, rất là thần khí. Bảo Lâm ở một bên vỗ tay cười, Tam ca ca, huynh lại tới khoe, cưỡi ngựa có cái gì hay? Chờ khi muội 7-8 tuổi, cũng phải nói tổ phụ dạy muội cưỡi ngựa. Bảo Trụ chạy nhanh tới bên cạnh xe ngựa, đưa tay vỗ đầu ngựa một cái. Tương Nghi, muội xem một chút, ngựa của huynh, ngày hôm trước mới đến. Dương lão phu nhân thích trồng hoa nuôi cỏ, Dương lão thái gia thích vũ thương lộng côn, còn có một yêu thích là chăn ngựa, Dương gia có thật nhiều ngựa lương câu. Khi các cháu đầy 8 tuổi, Dương lão thái gia sẽ tìm ngựa tốt đưa cho bọn họ. Dương lão thái gia thường xuyên nói, tôn tử của Dương Chi Hằng ta, lên ngựa có thể giơ đao, đánh lui địch quân, xuống ngựa có thể phụ tá quân vương trị thiên hạ. Chẳng qua là Bảo Trụ nhìn lại chỉ có thể lập chiến công, đi học không gì hơn cái này. Tương Nghi thấy Bảo Trụ dương dương tự đắc, cười một tiếng với hắn, con ngựa này không tệ. Bảo Trụ vuốt ve lông con ngựa kia, dương dương tự đắc, đây là ngựa từ Tây vực tới, tổ phụ nói ngựa này rất quý giá, chờ sau khi nó trưởng thành nhất định là một con thiên lý mã. Tương Nghi cười cười, lại đánh giá con ngựa kia, nhìn rất thần khí, thả rèm xuống, tinh tế nói tới nói lui với Bảo Lâm. Bảo Lâm bĩu môi, tam ca của muội là như vậy, cái gì cũng không giấu được, ngựa này ngày hôm trước tới, buổi tối hôm kia cũng đã kéo đi cho người ta xem một vòng, hôm qua hắn bồi tổ mẫu ra ngoài du xuân, không có cơ hội khoe khoang, hôm nay lập tức cưỡi đi tộc học, còn không phải muốn cho tất cả mọi người nhìn con ngựa này của hắn. Ngựa này tên là Phi Vũ, thế nào? Giọng của Bảo Trụ từ bên ngoài truyền vào, mang theo mấy phần hưng phấn. Tứ muội muội, Tương Nghi muội muội, cái muội nói như thế nào? Biểu thiếu gia, tên này rất êm tai. Liên Kiều vén rèm mềm mại lên, lớn tiếng khen một câu. Bảo Trụ lập tức mặt mày hớn hở nói, là êm tai, tổ phụ cũng chuẩn bị cho Gia Mậu một con. Hắn viết thơ tới nói muốn lấy tên là Đào Yêu, bị ông mắng cho một trận, chỉ nói tên này khó nghe, tuấn mã sao có thể đặt tên này. Lòng Tương Nghi khẽ co rút, vội vàng cúi đầu, Đào Yêu, có ý tứ gì? Ngón tay xoắn y phục, không ngừng nhích tới nhích lui, bài thơ bài hát trong kinh thi vang lên bên tai. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ gia thất. Gia Mậu, chẳng lẽ là đang dùng Đào Yêu ẩn dụ tên của mình? Đào Yêu, nghi gia nghi thất. Mặt Tương Nghi từ từ có chút nóng lên, chỉ đành cúi đầu xuống, không dám nâng lên, e sợ Bảo Lâm bên cạnh phát hiện sự khác thường của mình. Trên đường bên ngoài xe ngựa bên có mấy bụi hoa đào, bị gió nhẹ thổi một cái, cánh hoa mềm mại chui vào tờ khe rèm, rơi trên vạt áo Tương Nghi, màu hồng nhàn nhạt như muốn dung hòa vào xiêm y của nàng, không phân biệt ra hoa đào rơi ở đâu. Liên Kiều đưa tay vỗ một cái, biểu thiếu gia vừa nói gì? Dung đại thiếu gia cho con ngựa kia tên Đào Yêu, thì chúng ta thấy hoa đào rồi. Tương Nghi tâm tơ hoảng hốt, một tay cầm góc xiêm y của mình, hoang mang rối loạn. Gia Mậu và Gia Mậu kiếp trước sao lại không giống nhau chứ? Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, làm hai nàng sắp không thở nổi, cặp mắt nhìn hoa đào đầy trời bên ngoài xe ngựa, vui mừng xen lẫn sầu bi, từ từ mở rộng ra, như muốn bao vây cả người nàng, làm nàng cơ hồ không thở nổi. Tứ muội muội, Gia Mậu nói mấy ngày nữa sẽ tới Nhiễm Lăng. Một tay Bảo Trụ vịn cửa sổ xe ngựa, thương nghị với Bảo Lâm, dù thế nào chúng ta cũng phải để hắn mời khách thật tốt mới được. Hắn thi đậu tú tài, hình như tổ phụ hắn rất vui vẻ, thưởng hắn 500 lạng bạc ròng, nhiều như vậy. Bảo Lâm kêu lên sợ hãi, không được không được, không thể để cho Gia Mậu ca ca im lặng phát tài, chúng ta phải nghĩ thật tốt mới được. Bên tai Tương Nghi một trận hò hét loạn cào cào, nàng như không nghe gì cả, chỉ nghe hai chữ Gia Mậu. Nàng nắm chặt ngón tay của mình, trong lòng xót xa bùi ngùi, cả đời này chẳng lẽ vẫn không thể thoát khỏi hắn. Hôm qua trong lúc du xuân có người nhắc tới hắn, hôm nay bọn Bảo Trụ họ lại nhắc tới hắn, phảng phất đi tới chỗ nào cũng có bóng dáng của hắn. Đến tộc học, Gia Mậu đưa nàng và Bảo Lâm đến chỗ nữ học, vừa mới bước vào sân đã gặp Hoàng nương tử. Nàng cười vẫy vẫy tay với Tương Nghi, Lạc đại tiểu thơ, nơi này có một phong thơ của ngươi. Tương Nghi nghi ngờ đi rồi đưa qua, trong lòng kỳ quái, ai lại viết thơ đến tộc học, sao không viết đến Lạc phủ? Một phong thư vàng đậm, trên phong bì viết địa chỉ và tên của nàng, nhưng cũng không có ký tên. Tương Nghi mở phong bì ra, từ trong rút ra một tấm giấy viết thư, mới nhìn, toàn thân kích động đến phát run. Lạc đại tiểu thơ, có chữ nào không biết không? Hoàng nương tử ở một bên ân cần hỏi, có muốn nương tử giúp ngươi xem hay không? Tương Nghi lắc đầu một cái, trong thư này không viết chữ gì lạ, đều có thể nhìn biết. Trên mặt Hoàng nương tử nở nụ cười, Lạc đại tiểu thơ đúng là thông tuệ, mới học hơn 2 tháng, đã biết nhiều chữ như vậy.
Ánh mắt của nàng đảo qua trên giấy. Viết thư, một nhóm chữ rậm rạp chằng chịt, hình như là tên một số người. Mỗi người đều có bí mật của mình, hoàng nương tử cũng không tra cứu. Lạc đại tiểu thư còn chữa không biết, chỉ sợ sẽ không để mình nhìn. Dĩ nhiên là chờ lúc về tìm người tin cẩn thay nàng nhìn. Tim Tương Nghi đập bịch bịch, gấp kỹ lá thư kia, bỏ vào trong phong thư, lại cẩn thận đặt vào trong ngực, đi từ từ đến chỗ ngồi của mình. Liên Kiều ở bên cạnh kỳ quái, thấp giọng hỏi, cô nương, ai viết thư gửi? Tới đây, ta cũng không biết. Tương Nghi dùng sức đè xuống ngực, một hơi thở thiếu chút nữa thở không lên, mấy tờ giấy viết thư rậm rạp chẳng chịt. Bên trên là tình huống của Tiền gia Hoa Dương, 10 năm trước là thế nào, bây giờ ra sao, từ chủ tử đến nô bộc, tình huống mỗi người đến viết rõ ràng. Ngón tay Tương Nghi lướt trên lá thư, tờ tờ, cuối cùng nàng dừng trên một cái tên, Lý Ma Ma, trái tim nàng sắp từ nhảy yết hầu ra ngoài, đây rõ ràng là Lý Ma Ma mà nàng muốn tìm. Trước đây là Ma Ma thiếp thân của Tiền lão phu nhân, bây giờ đã được con trai đón về nhà hưởng phúc, sống ở Lưu Gia thôn Thành Bắc. Tin tức này quá quý báu, Tương Nghi thật không thể tin được, mình vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ nên thế nào tra tung tích Lý Ma Ma thế nào. Đột nhiên, một phong thư ngay cả ký tên cũng không có tờ trên trời rơi xuống, bên trong viết chuyện nàng muốn biết. Trong tộc học hôm nay, Tương Nghi biểu hiện không tốt, vẻ mặt hơi hốt. Hoàng nương tử nhìn thấy rõ ràng, nhưng nàng cũng không trách Tương Nghi. Nàng biết Tương Nghi thông minh, lên lớp thất thần một chút cũng không sao, tự nàng nhìn sách thì có thể bổ sung lại. Chẳng qua là đại tiểu thư Lạc gia này đang suy nghĩ cái gì, hoàng nương tử cảm thấy hơi mê muội. Khi trên mặt một tiểu cô nương 6 tuổi xuất hiện biểu tình suy nghĩ cặn kẽ kia, cũng không thể không làm người ta giật mình. Lạc đại tiểu thư cũng quá thông tuệ rồi, hoàng nương tử. Có vài phần bi thương, đều nói người thông minh không nhất định có phúc, suy nghĩ quá nặng, ắt sẽ hao tổn thân thể. Lạc đại tiểu thư tại lớn lên trong hoàn cảnh này, dĩ nhiên phải có nhiều tâm tư hơn là cô nương bình thường, nhưng mới 6 tuổi đã bận tâm thành dáng vẻ kia, quả thực sống cũng được quá mệt mỏi. Tương Nghi giày vò đến lúc lớp kết thúc vừa buổi chiều. Trở về Dương Phủ lập tức muốn đi tìm Lưu Mama, để bà đưa tin cho Thúy Chi, để nàng lại đi Hoa Dương một chuyến. Mới vừa vào tới chủ viện, Ngọc Trúc đã tiến lên, Lạc đại tiểu thư, lão phu nhân nhà chúng ta mời ngài đi qua một chuyến. Tương Nghi, Dương lão phu nhân nhàn nhạt nói, ta giúp ngươi đi hỏi tình huống nhà ngoại tổ con. Tương Nghi nhịn xuống kích động trong lòng, thi lễ một cái với Dương lão phu nhân, đa tạ lão phu nhân hỏi thăm thay con. Nhà ngoại tổ con, gia cảnh không tính quá tốt. Cũng không coi là quá kém, cửa hàng điền trang cũng vẫn có, chẳng qua là không nhiều. Dạng lão phu nhân gật đầu với Tương Nghi một cái, dựa vào đó mà nói, đồ cưới của mẹ con cũng sẽ không ít, nếu là người được thương yêu, chỉ sợ 4 năm cửa hàng không thiếu được, nếu không được yêu thích, vậy đồ cưới sẽ ít đi nhiều, nhưng một cửa hàng mặt tiền chắc chắn sẽ có. Tương Nghi suy nghĩ một chút, Lưu Mama từng nói, bà ngoại sinh được 3 con trai, lại chỉ sinh một đứa con gái là mẫu thân. Khi mẹ ở trong nhà làm khuê nữ, nhận được hết sủng ái, như vậy đồ cưới hẳn là không phải ít. Nàng lặng lặng ngồi đó, trong lòng không được nhịn suy nghĩ chuyện này, cho dù tìm Lưu Mama đi hỏi đồ cưới, mình nên mở miệng thỉnh cầu thế nào với Lạc lão phu nhân. Chu Mama chết, mấy phòng của hồi môn mẹ mang tới cũng bị lưu đày, đồ cưới này. Trong lòng Tương Nghi tâm căng thẳng, chẳng lẽ thật sự bị tổ mẫu nắm trong tay, loại người ăn xương không chứa mảnh vụn như bà ấy. Ngay cả đồ cưới của Lạc đại phu nhân bà cũng có thể nắm được hơn 10 cửa hàng, sao có thể khiến bà mở miệng thừa nhận đồ cưới mẫu thân ở trong tay bà. Tương Nghi, con làm sao vậy? Dương lão phu nhân thấy trên mặt Tương Nghi âm tình bất định, thá thiết hỏi một tiếng, con đang nghĩ tới điều gì? Dương lão phu nhân, Tương Nghi quả thực có một chuyện khó sở. Dương lão phu nhân là người từng trải qua tang thương, cơ trí lại có chủ kiến, mình thương lượng với bà là tốt nhất. Mặc dù mình đã sống một đời, nhưng khi xử lý không ít chuyện, vẫn không nắm chắc được như cũ. Người giống như Dương lão phu nhân là người tốt nhất mà mình có thể hỏi thăm rồi. Đôi tay đặt trên bàn gỗ, trắng nõn mịn màng như cũ. Mặc dù bọn nha hoàn nói Dương lão phu nhân thường xuyên trồng hoa nuôi cỏ, nhưng lại không hề làm tổn thương da thịt của bà chút nào. Tương Nghi nhìn đôi tay kia, giống như một bức họa, có vài phần lóa mắt. Dương lão phu nhân nhìn nàng một cái, chậm rãi khoan thai nói, con không biết nên mở miệng thế nào đi thỉnh cầu đồ cưới của mẹ con. Tương Nghi há to miệng, nửa ngày mới gật đầu một cái, vâng, con muốn thỉnh cầu đồ cưới, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Dương lão phu nhân bưng chung trà trong tay lên, dù thế nào đầu tiên con cũng nên biết rõ có đồ cưới gì, mà không phải thông qua phỏng đoán sẽ có bao nhiêu mà thỉnh cầu. Bà ngoại con có một thiếp thân ma ma quản hòm xiểng, Tương Nghi dự định phái nha đầu đi tìm bà ta hỏi rõ. Mẫu thân của con có bao nhiêu đồ cưới, hẳn là
Bà biết rõ ràng, Tương Nghi nhíu mày một cái, hơi lo lắng, chẳng qua con thật không biết nên mở miệng với tổ mẫu thế nào, hơn nữa sau khi mở miệng, bà có thể đưa con không còn là một chuyện. Tổ mẫu con là một người lợi hại, Dương lão phu nhân liếc Tương Nghi, ta nhìn xem của nàng thì biết rõ, dạ, trong lòng Tương Nghi đắng chát, Lạc lão phu nhân một người lợi hại, làm sao thì mình mới có thể đấu thắng bà. Người cay cú lợi hại như Lạc đại phu nhân, cũng bị bà nắm đồ cưới trong tay, nếu con muốn đòi lại đồ cưới, chắc chắn không thể tự mình ra mặt, quan hệ bà cháu cũng không tiện làm căng. Dương lão phu nhân cầm nắp chung trà gõ một cái, con phải mượn một người có thể thay con ra mặt. Mượn một người, Tương Nghi chớp mắt một cái, trong lòng sáng lên, là ông ngoại con hả, ông ngoại con. Dương lão phu nhân lắc đầu một cái, nghe nói vợ kế ông ta cưới sinh một con trai, ông ta tập trung toàn bộ tinh thần trên con trai. Nhỏ nào, sao có thể tới Nhiễm Lăng đòi đồ cưới thay con. Lạc đại tiểu thư, khi nhìn chuyện ánh mắt phải nhìn xa một chút, tìm ra mọi phương diện có lợi cho mình, cũng phải nghĩ đến chuyện xấu nhất trước. Tương Nghi yên lặng không nói gì, trong lòng âm thầm xua y một vòng, nếu mình ra mặt đòi đồ cưới của mẫu thân, nhất định sẽ phá hỏng quan hệ với tổ mẫu, có đòi đồ cưới tới tay không cũng là một vấn đề, nhất định phải để người khác thay mình ra mặt, nhưng có ai thân thiết như vậy mà đi làm, trừ phi là chí thân của mình, đặc biệt là người nhà của mẫu thân. Nhưng từ tình huống Thúy Chi và lá thư kia mà nhìn, người của Tiền gia Hoa Dương không dựa vào được. Ông ngoại không quản chuyện nhà, cậu cả mê rượu mơ hồ, câu hai cậu ba trung hậu biết điều, tới cũng không phải đối thủ Lạc lão phu nhân. Dương lão phu nhân nói cần người giúp nàng đòi, người kia sẽ là ai? Chẳng lẽ chính là Dương lão phu nhân trước mặt hay sao? Trong lòng Tương Nghi có vài phần tung tăng, ánh mắt nhìn Dương lão phu nhân của tờ tờ hiện ra ánh sáng. Tương Nghi, con hãy nghĩ tới người khác, ta làm sao nhúng tay vào chuyện của Lạc gia được. Dương lão phu nhân nở nụ cười, đổ chung trà lên, ân cần dạy dỗ, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo, đều vì ích lợi, chỉ cần con chịu ra bạc, không sợ không có người chịu ra mặt cho con. Lão phu nhân ý của ngài là? Tương Nghi bỗng nhiên hiểu ý của bà, để cho cậu cả của con ra mặt. Dương lão phu nhân gật đầu một cái, trong mắt lộ vẻ cười, Lạc đại tiểu thư thật là một người thông minh, mình mới chỉ điểm như vậy, nàng lập tức biết huyền cơ trong đó. Cậu cả Lạc đại tiểu thư đúng là một người thích hợp, người này hồ đồ, tham một chỗ rượu không chịu buông tay, hơn nữa không làm chuyện đứng đắn, thường xuyên lăn lộn cùng những thứ lưu manh vô lại kia của Hoa Dương. Sau khi Tiền gia phân gia, không có Tiền lão thái gia quản thúc, hắn càng phong túng hơn, bởi vì tiêu tiền không suy nghĩ, trong tay cũng hơi eo hẹp, chỉ cần hứa hẹn cho hắn bạc, cũng không sợ hắn sẽ không đi đòi đồ cưới thay Tương Nghi. Lão phu nhân, Tương Nghi biết nên làm thế nào rồi, con sẽ để nha hoàn của con đi Hoa Dương tìm Lý ma ma kia. Tương Nghi khẽ cười, trong lòng hơi giãn ra, đi tới bên cửa, sớm có nha hoàn thay nàng giơ màn cửa lên, chỉ thấy bên ngoài vô cùng rộng rãi, nắng chiều chiếu trên đất, một mảnh màu vàng kim lắc lơ, thân ảnh của nàng đứng đó, đơn bạc tinh tế. Dương lão phu nhân ngồi trên ghế nhìn Tương Nghi, thở dài một cái, một tiểu nữ hài nhi thật tốt, vốn nên thiên chân vô tà không buồn không lo, nhưng lại bị Lạc phủ đen không thấy đáy kia ép thành dáng vẻ như vậy, 16 tuổi, phải vắt hết óc suy nghĩ đối phó người bên cạnh thế nào. Lạc lão phu nhân không phải một người dễ đối phó, chỉ sợ Lạc đại tiểu thư còn phải bố trí cờ xong trước mới được. Dương lão phu nhân suy nghĩ một chút, phân phó mama đứng bên người. Mama, ngươi đi ra ngoài cẩn thận hỏi thăm chuyện 6 năm trước của Lạc gia, đặc biệt những chuyện của tiên Lạc đại phu nhân, không được bỏ sót. Lạc đại tiểu thư này là người đáng thương, mình có thể giúp nàng, thì nhất định phải giúp một tay. Dương lão phu nhân vịn cái ghế chậm rãi đứng lên, nhìn bóng dáng đi ới từ bên ngoài thì kia cười một tiếng, Chi Hằng, thế nào, vội vã như vậy, có chuyện quan trọng gì, thế nào, nàng nghĩ giúp nàng. Dương lão thái gia nhìn ra cửa, bóng dáng nho nhỏ đó đã biến mất không thấy nữa. Ta nhìn nàng, giống như thấy mình năm đó. Dương lão phu nhân gật đầu một cái, khi đó nếu không phải có bọn Phương Mama, Lỗ Mama, không phải có ngươi và sư phụ ngươi, một người ta đây sao có thể ngăn cản Trịnh gia Huỳnh Dương kia từng bước ép sát. Coi như ta có ba đầu sáu tay, cũng không địch lại bọn họ. Lạc đại tiểu thư vừa sinh ra đã không còn mẫu thân, mệnh đủ khổ, mà bây giờ lại bị mẹ kế ngược. Đãi, tổ mẫu tính toán, tổ mẫu tính toán. Dương lão thái gia có vài phần ngạc nhiên, Lạc lão phu nhân không đến nổi tính toán cháu gái mình chứ. Dương lão phu nhân đứng đó không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ tới vợ lão nhị, lúc ấy nàng cho 5 vạn lượng bạc làm sính lễ, có thể Lạc gia đưa đồ cưới chỉ 1 vạn lượng, vốn là cho, là Lạc lão phu nhân bẻ sính lễ thành bạc cho vợ lão nhị làm tiền ép Dương,
nhưng không nghĩ tới nàng ta mê muội lương tâm chỉ cho vợ lão nhị 1 vạn lượng bạc, còn 3 vạn lượng kia cho vào túi mình, con gái mà còn tính toán, huống chi là cháu gái. Dương lão phu nhân cảm thấy Lạc lão phu nhân tất nhiên dám hạ thủ, cũng không biết cuối cùng đã nuốt bao nhiêu. Hương Doanh, chúng ta phải trở lại kinh thành. Sắc mặt Dương lão thái gia có vài phần trịnh trọng. Hoàng thượng hạ mật chỉ cho ta. Dương lão phu nhân nhíu mày một cái, chẳng lẽ là chuyện lập thái tử? Giờ trong kinh thành sóng ngầm quần cuộn, một chút cũng không thể khinh thường. Dương lão thái gia thở dài một cái, tuổi tác mấy vị hoàng tử đều không nhỏ, từng người đều nhìn chằm chằm ngai vàng thái tử không chịu rời mắt. Chàng lại muốn đi đâu? Dương lão phu nhân liếc mắt nhìn Dương lão thái gia, không phải nói sẽ cùng ta trồng hoa nuôi cỏ sao? Bây giờ một đạo mật chỉ hoàng thượng đưa tới, chàng đã vội vội vàng vàng muốn trở lại kinh thành. Quan hệ của hoàng thượng với chúng ta không thể so với người thường, bỏ qua thân phận hoàng thượng, hắn là bạn tốt của chúng ta. Hương Doanh nàng xưa nay là một người tâm địa tốt, sao ngay cả bằng hữu bận rộn nàng cũng không muốn giúp? Dương lão thái gia cầm tay của Dương lão phu nhân cười nói, ta biết nàng cố ý nói như vậy, chờ chút xoay người thì đi thu dọn đồ đạc cho ta rồi, chàng đi trước đi, ta chuẩn bị xong giúp Tương Nghi sẽ tới. Dương lão phu nhân khẽ mỉm cười, giờ cũng không lừa được chàng. Một hàng lồng chim màu đỏ treo trên hành lang, mấy con vẹt lông xanh đang nhảy tới nhảy lui trong lồng. Cửa tiền đường có mấy nha hoàn đang đứng, trong tay cầm hạt dưa trêu chọc chim nói chuyện, nhanh kêu, cô nương tới, cô nương tới, cô nương tới. Giọng của con vẹt hơi mơ hồ không rõ, nhưng như cũ có thể nghe ước chừng là những lời này. Các vị tiểu thơ đi lên tờ nấc thang bên kia nghe kia vẹt cạc cạc gào thét, không khỏi nở nụ cười. Bảo Thanh đi tới bên dưới cái lồng, giang hai tay tới, ôm ta lên. Ta muốn chọc vẹt, nha hoàn vừa ôm lấy Bảo Thanh, màn cửa thoáng một cái. Ngọc Trúc từ bên trong đi ra, lão phu nhân bỏ các tiểu thơ mau mau đi vào, biểu thiếu gia đã chờ lâu. Dưới chân Tương Nghi hơi chậm lại, biểu thiếu gia nào? Là biểu thiếu gia của Dung gia Giang Lăng Hà. Nàng đứng đó, bỗng nhiên hơi tâm hoảng ý loạn, cảm thấy mình nói không ra lời, nàng kéo tay của Liên Kiều, chân mềm nhũn, không lấy sức nổi, thế nào cũng không nhấc lên nổi, chờ nói, chi là bước lên nấc thang thật cao kia. Cô nương, ngài làm sao vậy? Liên Kiều vội vàng kéo Tương Nghi đi lên, sao lại đột nhiên không còn sức lực rồi? Tương Nghi ổn định tâm trạng, cười một tiếng với Liên Kiều, ta cũng không biết, đột nhiên thấy chân nhún ra, bây giờ ổn rồi. Liên Kiều vội vàng ngồi xổm người xuống xoa xoa giúp Tương Nghi, không phải là do đã đi bộ nhiều nên mệt chứ? Không việc gì không việc gì, đã không sao rồi. Tương Nghi vội vàng kéo nàng đứng lên, chúng ta không nên đi quá muộn, để cho người nhìn cảm thấy mình không biết lễ. Dù sao làm khách trong phủ người ta, cũng quyết định xem hắn thành một người bình thường, còn có gì mà không dám gặp. Tương Nghi hít một hơi, chấn định lại, khẽ đưa tay chỉnh lại châm hoa, tớ tớ giơ chân lên tới cất bước bước vào tiền đường. Nàng đi vào hơi trễ, ánh mắt mọi người rơi vào trên người nàng, chỉ thấy một cô bé phấn điêu ngọc trác đứng ở cửa, da thịt sáng bóng như ngọc, đôi mắt vừa lớn vừa đen, hết sức đẹp mắt, chẳng qua là thân thể hơn gầy yếu. Ánh mắt của Gia Mậu rơi trên mặt Tương Nghi, khóe miệng nở một nụ cười, tựa lưng vào ghế ngồi, ngồi đoan đoan chính chính, thần thái kia phảng phất đã là một thiếu niên hơn 10 tuổi. Dương lão phu nhân cười nói, Gia Mậu, con còn nhớ Lạc đại tiểu thư, cháu gái nhà mẹ nhị cữu mẫu con, đã làm khách nhiều ngày trong phủ chúng ta. Bà ngoại, sao con lại không biết? Chính là Lạc đại tiểu thư có một mẹ kế ác độc. Gia Mậu ân cần nhìn Tương Nghi, thấy nàng đứng ở nơi đó, giống như cây liễu bên bờ hồ, giống như bị gió thổi một cái, cũng có thể bị gãy. Tổ mẫu ngài nhìn thân thể nàng gầy yếu như vậy, chỉ sợ là bị mẹ kế nàng hại. Dương lão phu nhân giận trách, Gia Mậu, sao con có thể nói chuyện như vậy? Chẳng qua giờ là trong nhà mình, tùy con nói thế nào cũng được, nhưng nếu là ở bên ngoài, phải biết giữ miệng của mình. Năm nay con sắp 8 tuổi rồi, lại vừa mới thi đậu tú tài, bao nhiêu con mắt nhìn con, mọi việc phải suy nghĩ kỹ một chút, đừng cho người ta bắt được nhược điểm. Bà ngoại dạy rất đúng. Gia Mậu cúi đầu, trên mặt có mấy phần thẹn thùng, chẳng qua là con vẫn cảm thấy mẹ kế Lạc đại tiểu thư không phải người tốt như cũ. Hôm đó rõ ràng con thấy đến nàng nhéo Lạc đại tiểu thư, trong lòng Tương Nghi tâm chua xót, nhưng trên mặt chỉ là thần sắc nhàn nhạt. Mẫu thân của ta thấy ta không tốt, đương nhiên phải giáo huấn ta. Dương lão phu nhân nhìn Tương Nghi, thầm nghĩ trong lòng, Lạc đại tiểu thư này cũng là người có thể nhịn, người bên cạnh cũng oán trách thay nàng, hết lần này tới lần khác nàng còn có thể nói ra lời này, như đây là chuyện tốt. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, nếu không nhờ phần chấn định này, nếu cầu nhàu loạn khắp nơi, chỉ gây bất lợi cho nàng. Gia Mậu, con chuẩn bị đặt tên con ngựa kia là Đào Yêu. Bảo Trụ ở một bên chen miệng, quẹo qua đề tài khác, một con ngựa mà tên
Đào yêu, thật là kỳ quái, ngựa của ta gọi là Phi Vũ, nghe cũng oai phong hơn nhiều. Gia Mậu lắc đầu một cái, ta thích gọi nó Đào yêu. Dương lão phu nhân đứng lên, đi, Gia Mậu, bà ngoại dẫn con đi chuồng ngựa nhìn một chút, nhìn ngựa ông ngoại chọn cho con. Bảo Trụ đứng dậy đi theo sau lưng Dương lão phu nhân, chúng ta đi chuồng ngựa cưỡi ngựa, chơi cũng vui. Mấy ngày gần đây hắn một mực cưỡi ngựa tới tộc học Dương thị đọc sách, tinh thần hăng say chưa giảm, lúc này vừa vặn thể hiện tài năng trước mặt các đệ đệ muội muội. Chuồng ngựa ở góc tây bắc của Dương phủ, không tính là quá lớn, nhưng đủ để dắt ngựa đi rong. Bảo Trụ dắt con ngựa toàn thân trắng như tuyết kia ra, một tay đắc ý vuốt ve lông của nó. Gia Mậu, ngươi xem một chút, ngựa này của ta thế nào? Gia Mậu thấy cũng kinh ngạc, đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Dương lão thái gia chuẩn bị cho Gia Mậu chính là một con ngựa màu đen, cao lớn không khác ngựa của Bảo Trụ lắm. Dương lão phu nhân để cho người dắt con ngựa kia qua, nghiêm mặt nói, Gia Mậu, tợ con nhìn một chút, ngựa này, con thật muốn gọi là Đào yêu. Chúng vị tiểu thư cũng cười hì hì. Gia Mậu ca ca, ngựa này một chút cũng không có màu hoa đào, sao huynh lại muốn đặt tên kia? Ông ngoại không phải mua cho con trong mùa xuân sao? Tự nhiên phải gọi là Đào yêu rồi. Gia Mậu đưa tay vỗ con ngựa kia một cái, con ngựa này cũng rất tuấn. Dương lão phu nhân gật đầu cười, con thích gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy, mau mau mang các thiếu gia đi cưỡi ngựa. Bảo Thanh đứng ở một bên rất là tiện diễm, tổ mẫu, con cũng phải cưỡi ngựa, Đại Chu không thể so với nước Bắc địch, nhân dân không phải ở kiếm sống trên lưng ngựa, ngay cả nam tử cũng không thường cưỡi ngựa, chớ đừng nhắc tới cô gái, đi ra khỏi nhà, mọi người đều ngồi kiệu hoặc là xe ngựa, rất hiếm thấy đến có cưỡi ngựa đi, cho nên nói như vậy, không có mấy người tu tập thuật cưỡi ngựa. Dương lão phu nhân cười, nhìn Bảo Thanh, tuổi con còn nhỏ, chờ con đến 7-8 tuổi, cũng có thể cưỡi ngựa rồi. Tương Nghi đứng bên cạnh chuồng ngựa, thấy người phu xe đã đỡ Gia Mậu lên ngựa, dắt dây cương từ từ đi mấy vòng. Bảo Trụ rất nhuần nguyên đi lên yên ngựa, nhẹ nhàng rút một roi, ngựa chạy như bay. Gia Mậu, ngươi xem, chính là chạy như vậy. Bảo Trụ đi qua sát bên người Gia Mậu, đắc ý làm mặt quỷ với hắn, ngươi mau mau đuổi theo ta, mau lên. Bảo Trụ từ nhỏ đã theo Dương lão thái gia học quyền cước, mấy ngày trước Dương lão thái gia lại tay nắm tay dạy hắn cưỡi ngựa. Luyện qua ít ngày, dáng vẻ Bảo Trụ cưỡi ngựa cũng ra hình ra dáng, nếu so sánh với Gia Mậu, hoàn toàn là tư thế hiên ngang. Các vị tiểu thư Dương gia nhìn Bảo Trụ cưỡi ngựa chạy vòng quanh, ai nấy vỗ tay khen hay, thân thủ tam ca ca thật tốt. Con ngựa của Gia Mậu do người kia dắt đi hai vòng, hắn đã nhao nhao muốn thử, ngươi buông tay ra, ta tự mình chạy một vòng xem thử. Người phu xe giao roi cho Gia Mậu, cẩn thận dặn dò, biểu thiếu gia, ngài phải coi chừng, mặc dù tiểu mã này ngoan ngoãn, nhưng sợ nó bỗng nhiên phát cáu, ngài ngàn vạn lần đừng nóng nảy. Biết biết, Gia Mậu thấy Bảo Trụ phía trước chạy thật nhanh, hơi hâm mộ, thấy người phu xe buông tay, học dáng vẻ Bảo Trụ, rút con ngựa kia một roi, con ngựa hơi bị đau, vươn móng ra liền chạy về phía trước. Bảo Trụ, ta đuổi theo ngươi này, Gia Mậu kêu hết sức phấn khởi, thật nhanh, chạy về phía Bảo Trụ, bên tai là tiếng gió vang, cành cây tường viện phảng phất đang lui về phía sau. Chớp mắt một cái, chỉ thấy bóng dáng của Bảo Trụ đã cách mình không xa. Trong lòng Gia Mậu vui vẻ, lại giơ tay lên đánh một roi. Con ngựa bị đau, ngước cổ lên xích xích kêu một tiếng, bước chân tăng nhanh, giống như một mũi tên nhọn lao thẳng về trước. Người phú xe chạy bên cạnh kinh hãi, biểu thiếu gia, ôm chặt lấy cổ ngựa đừng buông tay, ngựa này chưa từng bị người cưỡi qua, hôm nay bỗng nhiên bị người cưỡi lâu như vậy, còn bị đánh vài roi, chỉ sợ cũng là bị hoảng sợ. Người phú xe thấy vó ngựa kia càng lúc càng nhanh, tiếng dẫm đạp trên đất vang bên tai, thật là hơi sợ hết hồn hết vía, biểu thiếu gia thật là lỗ mãng, vạn nhất ngựa kia nổi trứng, té xuống thì phải làm thế nào đây? Bảo Trụ đang chạy phía trước, liền trận trận vó ngựa sau lưng, quay đầu nhìn lại, Gia Mậu đã đuổi theo, hắn cười ha ha một tiếng, Gia Mậu, ngươi còn nghĩ đuổi theo ta? Trở tay quăng một roi, Phi Vũ cũng bước nhanh hơn về phía trước. Dương lão phu nhân đứng ở một bên thấy hai người đua ngựa, mặt biến sắc. Năm đó bà và Dương lão thái gia ở Tây Bắc cùng ngăn địch quân cũng từng cưỡi ngựa, biết tập tính của chúng. Giờ nhìn con ngựa kia của Gia Mậu, chạy có chút mèo mó khúc khúc, hẳn là bị mấy roi của Gia Mậu làm kích động giá tính. Sắc mặt bà lập tức thay đổi, vội vàng phân phó nha hoàn bà tở bên người, mau đưa các tiểu thư ra xa. Tương Nghi cách hơi xa Dương lão phu nhân, nàng và Liên Kiều sóng vai đứng một bên, nhìn Gia Mậu và Bảo Trụ đua ngựa, chỉ cảm thấy phá lệ kích thích. Thấy ngựa của Gia Mậu càng chạy càng nhanh, Liên Kiều vỗ tay nói, tốc độ của Dung đại thiếu gia hình như nhanh hơn Dương tam thiếu gia, sắp đuổi tới rồi, Lạc đại tiểu thư, mau tránh ra. Sau lưng chuyển tới một tiếng kêu sợ hãi, Tương Nghi vừa mới quay đầu lại, đã nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập ép tới gần, bờm ngựa,
màu đen thoáng hiện trước mắt, nàng như có thể nghe tiếng con ngựa mũi phì phì, một trận hơi nóng lao thẳng tới phun đến trên mặt của nàng. Cô nương, tay Liên Kiều ôm lấy nàng, chủ tớ hai người lăn sang một bên, Tương Nghi tựa vào trên người của Liên Kiều, vừa mở mắt nhìn, bên người đã không thấy con ngựa kia. Tương Nghi, nàng nghe có người kêu nàng, giọng nói phá lệ thân thiết, quay đầu lại nhìn thấy thân thể da mộng như con diều, bay lên từ trên lưng ngựa, giống như sao băng đêm hè, tớ tớ vạch ra một vệt sáng màu trắng, rơi trên mặt đất. Da mộng, Tương Nghi hô to một tiếng, thống khổ nhắm hai mắt lại.